một đùm roi thế này này, xong thì nó giật nửa roi của em rồi. Này, khóc mình phải khóc cho thật vào, khóc thế ai mà người ta xem. Ôi trời ơi. Còn thừa một cọng xôi nào nhá, bà tìm thấy đứa nào nhá, bà vả cho thì vỡ mồm nghe chưa. Áo nào áo xanh chứng kiến ơi, chị hai ơi. Tôi lại làm sao nữa? Sáng nay em đi mua xôi, có đứa giật hết xôi của em. Rồi lại xôi nữa. Tổ sư đứa nào thích ăn xôi thế? Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ được ăn xôi à? Bảo mẹ bảo cha nấu cho xôi nhá. Đừng có thấy nhá, nhà này không có cha không có mẹ, chỉ có con chị này là bắt đầu nhá, bắt nạt hai đứa em nhá. Này, lửa gói xôi. Thằng này cũng lửa gói xôi. Này, thế rốt cuộc là ai lấy xôi? 1, 2, 3. Áo vàng áo xanh không cần chứng kiến cho bà nữa. Biết ngay mà. Suốt ngày như thế cứ như vậy á, làm sao mà chị đi lấy chồng được. Thế là chị...
gạo. Ô hay trời không nín gió cho ngày chị sinh, ngày chị sinh trời cho làm thơ, cho nét buồn vui bốn mùa chăn trở, cho làm câu hát để người lý lời. Ngày chị sinh trời cho làm thơ, vẫn vương với sợi tơ trời, tình riêng bỏ chơi, tình người đã đoạn. Thế là chị ơi sung bông hoa gạo, thế là chị thân mến, đó là Hoài Ngân viết học và sự hỗ trợ của Hoa Minzy. Cùng với hai con lắng nghe cảm xúc của hai cặp huấn luyện viên còn lại. Xin mời anh Thanh Duy và chị Khả Như ạ. Hòa ơi, từ tập rồi em đánh trống, tập này em hỗ trợ các bạn trong đội của em đóng vai người chị. Thực sự là anh nhìn thấy được cái tâm hồn của em rất là trong sáng. Và rõ ràng là khi mà em lên sân khấu một cái là em sáng trưng và mọi người phải tập trung vào sự diễn xuất của em. Em diễn rất là từ từ mà từ tốn, và nó có cái câu chuyện ở trong cái diễn xuất của em á. Thực sự là ngày hôm nay anh ngồi ở đây, anh thực sự anh rất là quý em và yêu mến em, là bởi vì là em là một người rất là có tâm hồn, một tâm hồn rất là nghệ sĩ. Cảm ơn anh. Vậy thì còn tiết mục này của các con thì sao ạ? Chú hơi tiếc một xíu vì ban nhạc không chơi quá nhiều tiết tấu để cho tụi con được phô ra cái chất giọng mộc nhất, nên nó sẽ hơi nguy hiểm cho không chỉ là tụi con đâu mà cả những ca sĩ đã đi hát rồi. Chỉ có những cái tiếng ran, những tiếng dạo nhẹ nhàng như thế buộc lòng người ca sĩ cái giọng hát phải thật là chắc, thật là khỏe. Tụi con có rất là nhiều chỗ hát trên, nhưng quan trọng nhất cái tinh thần và cái tình cảm. Tụi con làm được cái điều mà khiến cho chú phải rơi nước mắt. Cảm ơn ba bạn đã cho một cái tiết mục rất là xúc động ngày hôm nay. Cảm ơn anh. Các bé sẽ không có diễn xuất được nhiều như Hòa, mà các bé sẽ tập trung vào hát. Nhưng cô thấy được cái cảm xúc của tụi con. Có lẽ vì có cô Hòa ở đó, có cảm xúc ở đó, nên tụi con hát á, nó vẫn có cái gì nó thổn thức, nó trong thật. Lòng nó thật. Và như mình đang nghẹn ngào, mình hát về người chị của mình đó. Chúc mừng các con, chúc mừng cô Hòa, chúc mừng anh Lâm nha. Anh Hùng Việt Trung và Diệu Nhi thì có giống như vậy hay không ạ? Anh Trung còn đang lắng động tâm hồn lại với bài hát vừa rồi. Phải công nhận là chú Lập với cô Hòa dàn dựng cái phần trình diễn vừa rồi rất là tốt. Không cần phải là quá nhiều đối với sức của hai tụi con. Nhẹ nhàng khúc đầu rất là dễ thương. Từ từ đưa khán giả giống như cô nè đi vào câu chuyện. Và càng về sau thì càng lắng hơn. Nhưng mà giá như trong giọng hát của hai tụi con thêm một chút xíu tình cảm, cô sắp khóc rồi. Cần chút xíu nữa là nước mắt rơi luôn. Chúc mừng hai tụi con. Cảm ơn chị ạ, cảm ơn cô ạ. Không còn gì phải nói rồi, rất là sâu sắc và tạo cảm xúc cho Hồ Việt Trung. Nhưng còn về phần hát á, để bước vào vòng sau nữa thì đòi hỏi tụi con phải có một cái gì đó, một giọng hát phải đầy đủ hơn nữa. Nó phải sâu lắng chút xíu nữa, rắn động lại rồi tụi con hãy hát. Cô Hòa cổ ngồi cho tụi con diễn rất là nhiều. Chú thấy là chạy qua chạy lại là làm gì để tạo cảm xúc cho tụi con á. Nhưng lúc mà cô Hòa từ đó ra đây ngồi nè, thẫn thờ nè, là chị mình đợi chờ chuẩn bị khóc rồi đó. Phải hát cao trào hơn nữa. Lúc đó là cảm xúc nó dồn nén lên rồi nha. Cảm ơn chú. Xin được cảm ơn ý kiến của hai cặp huấn luyện viên còn lại. Còn Hòa thì sao? Thật sự là em rất là tin tưởng anh Lập á. Cho nên là khi mà anh ấy bảo là Hòa ơi, tiết mục này em sẽ chửi nha. Sao chưa gì mà diễn bắt em chửi rồi. Tại vì đây là một ca khúc rất là sâu lắng.
nó là hai ca khúc kinh điển. Thì thật sự là khi mà giao cho hai con bài hát này, đây đã là một cái thử thách rồi. Mọi người cứ nghĩ là cái bài hát nhẹ nhàng nè, nó sẽ dễ hát hơn này kia. Nhưng thật ra các con phải tập trung cái giọng hát, và cũng như là mình kể ra một cái câu chuyện ấy. Mình kể càng thật thì khán giả mới càng thấm được cái nỗi lòng của mình mà đang kể qua câu chuyện đó. Ngày hôm nay em cũng diễn nên là em chưa nghe được các con của mình hát kỹ càng như thế nào. Nhưng mà khi mà tập ấy ạ, các con cũng đã thể hiện được một cái phần nào cái cảm xúc mộc mạc và nỗi lòng mà em muốn truyền tải tới. Cũng qua nhờ lời nhận xét của anh chị thì em sẽ rút kinh nghiệm để nếu các con có lọt vào vòng trong thì mình sẽ tập luyện cho các con nhiều hơn. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Còn về anh Lập thì anh Lập mới bảo là bây giờ em lên sân khấu thì em phải tạo ra những cái hoạt cảnh ấy để tạo cảm xúc cho hai con. Anh Lập có bảo chương trình chuẩn bị cho em cái cuốc nè, cái giá đựng rau, rồi cái bức thư này kia để em có thể diễn. Thì cái đó là sân dần đó em. Ngày hôm qua thì em diễn nhưng mà em vẫn chưa có thể nhập tâm vào á. Nhưng mà anh Lập cũng nói với em nhiều, làm em thì làm tốt không lắm biết đó Hòa, thật sự. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Rất là dễ thương, Hòa dễ thương. Cái vòng trước đây tụi con có thể hát bằng cái kỹ thuật, nhưng đã vào vòng này rồi, tụi con phải hát bằng cảm xúc. Quan trọng nhất vẫn là cảm xúc. Cái bài này ban đầu á, Hòa nói với anh á, đúng là nó buồn kinh điển á. Chú sợ lắm, chú sợ cái gì đó nó quá là quỷ mị, nó quá là bi thương đi. Chú nói thôi, bây giờ mình diễn tả một cái câu chuyện ba chị em, nó dí dỏ một chút xíu, mở cảnh là bà chị này bà rất là hung dữ đi chi. Bà hung dữ là bởi vì để bảo vệ các em thôi. Nhưng mà phía sau là cả một câu chuyện của người chị Hòa đó. Làm hết tất cả mọi thứ, dẫn dắt cảm xúc khán giả từ ban đầu vui nhộn, một tiết tấu rất là dữ dội, dần dần mềm mại dần và đưa các con vào trong bài nhạc. Thì đó là một cái món quà mình gói ghém trong đó nhiều cái cung bậc cảm xúc để mang đến cho khán giả. Khán giả mở ra một cái ôi, vừa được cười, vừa được cảm nhận. Đó là một cái món quà rất là quý giá mà tụi con cũng như là cô Hòa và chú gửi gắm trong đó gửi đến cho khán giả. Xin chúc mừng tiết mục này của hai con với sự hỗ trợ của cô Hòa Minzy và chú Huỳnh Lộc có một cái tiết mục rất là đông đầy cảm xúc. Một tràng hốt tay cho hai con. Xin cảm ơn Hòa Minzy. Quý vị và các bạn thân mến, tuần này Quốc Linh và Quỳnh Nhi của chúng ta lại quay trở lại với đúng sở trường của mình với sự hỗ trợ của anh Hồ Việt Trung cùng với Diệu Nhi. Hy vọng rằng tất cả quý vị sẽ cảm thấy thú vị với tác phẩm được mang tên 3 tháng tạ từ. Mỗi năm đến hè, lòng mãn mạc buồn, biết bao ngày qua chưa chán tình thương. Trường đây lớp đó, bạn cũ nơi đâu? Kiếm hoài mà không thấy người, à thì ra đã đi lộn trường. Ôi, tôi tới rồi nè. Ôi. Ủa? Kỳ vậy trời. Hẹn mình 10 giờ mà 10 giờ rưỡi rồi. 12. Không thấy bà ở đâu trơn kìa. Bà này chuyên gia luôn á, giờ giấc lúc nào không có gì chính xác chân á. 12 tuần. Làm như có thù với thời gian hay sao? Ê, Quốc Linh, Quỳnh Nhi. Nói xấu người không có mặt ha. Trời ơi, có nói gì đâu. Kỳ cục quá. Nhi đẹp quá à. Nghe nói dạo này làm ca sĩ phải không? Bậy bà, đừng có hỏi gì hết. Nói nghe nè. Nhớ ngày xưa lúc mà hai đứa mình còn đi học, học chung với nhau không? Nhớ sao không nhớ nè. Hai đứa mình lúc đó nha, mê văn nghệ, mê ca hát. Đúng, tụi mình còn rồi. Đăng ký thi ở xã được giải nữa chứ. Đúng rồi, lúc mà mình đoạt cái giải, mình hát cái bài chí, hát cái bài chí bài mà này nè. Người ơi, thấm thoát niên hồng hế rồi, chụp ly cạn lời giây phút ly bôi. Hát tới ngày mai tan trường mình không chung lối, thương nhau nhiều biết gửi về mô.
Kỷ niệm cũ tan vào hư vô. Trời ơi, ngày xưa hát hay lắm mà sao giờ ngâm thơ không vậy? Trời ơi, ông hỏi một câu mà ai cũng biết câu trả lời. Đánh trống kìa, trống trường kìa. Đi thôi. Boy.
con xin cảm ơn ban nhạc ạ. Chưa mà con chưa gì cảm ơn rồi. Con có ba mẹ, trời ơi, hát hay của nhà Quang Linh. Trời ơi, Quỳnh Hương ơi, mẹ mới hợp phụ huynh cho hai con xong, cô giáo khen học giỏi mà hát hay lắm. Mừng ghê. Ba dẫn hai đứa con đi mua đồ chơi nha. Đi về. Tiếng trọng kia về bỏ. Đi về nhanh lên. Thương quá, nhỏ thương à. Trời ơi, dễ thương. Vậy thôi đó. Dễ thương. Một tràng hoa tay cho Quỳnh Nhi và Quốc Linh với sự hỗ trợ của Diệu Nhi và Nô Vị Trung. Cảm ơn. Dễ thương đây, quá. Tôi đứng kế Diệu Nhi. Biết sao không? Từ từ, tôi vạch trần bộ mặt sự thật. Quý vị thân mến, nhìn đây. Nhìn đây, bùa. Không có thuộc bài thơ. Không có thuộc bài thơ. Trời ơi. Đã hát không được rồi, giờ còn phải chép tài liệu. Cái này á, tôi biết rồi, bà Nhi bà ở trong sân khấu mà. Nên bà nhất cử nhất động gì tôi hiểu hết. Bà bước ra sân khấu mà bà đập từ từ tôi nói rồi, bà này không thuộc nè. Không phải, tại vì cái bài hát này nó sao em? Nó mới với em. Nó có hai câu thôi nhưng mà Diệu Nhi về sáng tác thêm hai câu nữa. Không, bây giờ mới để ý nha, hèn chi động tác tay quá. Đúng rồi, là cục cục đi nè. Đọc. Trời ơi, đưa tay về phía trước. Đưa tay về Nhi về này, đưa lên chân trời, mắt nhìn theo em tao. Em không biết luôn á chị Nhi, em không biết luôn á, chị diễn tự nhiên cực kỳ luôn á. Cảm ơn em. Em không biết luôn đúng không? Những cái lúc biết. Mà chị nhìn xuống vậy em đâu Hòa có biết đâu đúng không? Quà Minh Di, em là em bị ngu muội luôn á. Kiểu như fan cuồng của Diệu Nhi thật luôn á. Là thầy biết. Em cứ hả cảm thấy trời ơi sao mà Nhi nó diễn cái nét điềm đạm rưng vậy nè. Cái tôi nói trời không thuộc bài. Chắc chắn là không thuộc bài. Em ngồi dưới cười ngất từ ngửa luôn á. Quá duyên dáng. Nhưng rất duyên dáng, chính xác là như vậy. Một tràng hổ tay nữa. Thôi, đi, một tràng hổ tay nữa nói đi. Nói về hai con đi, em với lại anh Trung chỉ là dẫn dắt và trợ diễn cho hai con. Nói về hai con. Nên cô Linh thì cô vẫn rất là thích giọng hát của con luôn. Thật sự cả cái dáng đứng của con là cô cũng thích luôn á, cái dáng đứng nó rất bolero luôn ý. Đấy. Ông đi ông rất là như một ông già vậy á. Mà em bị hơi cuồng Quốc Linh một tí nên là cô Linh hát gì em thấy hay hết á. Bản thân Quốc Linh là đã có sẵn bolero trong người rồi và con chỉ cần làm hát để làm sao bộc lộ ra được hết những cái đấy thôi. Nhưng mà cô Hòa vẫn chưa thấy được sự tập trung của Quốc Linh ở trong tiết mục này đâu. Đúng nha. À. Lần trước nha là chú Trung đã nhắc cho nên cô nghĩ là Nhi làm hơi cáu. Đang vừa hát mà vừa hơi cáu vì bài quên bài. Bạn diễn của mình không tập trung. Con có cáu không? Kể dạ không? Dạ không ạ. Nhưng mà Nhi ơi, phải có nhờ có Quỳnh Nhi làm chủ cái sân khấu này thì bạn Quốc Linh này mới diễn theo. Nếu không là ông này ông cứ đi lung tung, ông nhặt phấn thôi, ông lại vẽ lên bảng thôi, ông làm gì không mà. Nhưng mà nói chung là vì cô rất là cuồng Quốc Linh nha, cô rất là thích tiết mục này ha. Chúc mừng con và nếu có được lọt vào vòng trong phải tập trung nhiều hơn ha. Dạ, chúc mừng các con. Cảm ơn cô. Thật sự con rất là tinh nghịch, có thể là con tinh nghịch từ ở ngoài tới đến lên sân khấu luôn. Con bị vô tư quá, cái mình quên đi cái nghĩa vụ mình phải làm cho nó đẹp cái bài hát, hiểu không? Hồi nãy con có trường hợp con bị rớt phấn. Ok, con có thể phá lên con cười. Nhưng mà có con cười đây là con cười với khán giả chứ không là con cười với lại bạn diễn chung. Con mắc cỡ, con nhìn bạn cái con cười là tự nhiên hai tụi con là nhân vật trong một cái lớp học. Tự nhiên khán giả thấy con ủa sao tự nhiên xả dai vậy. Đây là một cái kinh nghiệm để mình xử lý sân khấu hòa nhập với nhau một cách trọn vẹn nhất nha con nha. Hai con đi ăn kem với nhau nhiều nè, nói chuyện với nhau nhiều, hiểu ý nhau hơn. Dạ. Nè quay qua nói với bạn câu đi. Nói nhìn đi bạn con, nói đi nói con đi nói đi con nhìn hứa bạn với bạn nhắn nhủ với nhau ừ, đi. Ok. Ok. Nó nghe là có một cái lỗi rất là sơ đẳng của nghệ sĩ Diệu Nhi và ca sĩ Hồ Việt Trung. Anh Hồ Việt Trung anh ra anh giọng vàng anh nói là trời ơi hẹn 10 giờ mà 10 giờ rưỡi chưa thấy. Nhìn đi mấy giờ đâu hồ 12 giờ kém. Đâu hồ 12 giờ kém. Diễn gì mà ngang ngược vậy trời. Đúng rồi. Đất ơi sao Hòa Minh Di đã ngồi ở dưới bãi lam. 12 giờ. Nói chung là tiết mục này nó có nhiều cái nhưng mà nó cũng vui nhỉ. Vậy là con phải rất là cảm ơn sự trợ diễn của hai cô chú. 12 giờ đã trôi qua bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu thời gian rồi nó vẫn là 12 giờ kém năm. Chứ là cái đồng hồ này bị hư chắc rồi. Cái này là từ mẹ tới con cứ 12 giờ là đi lãng giảng trong lớp đọc thơ. Rõ ràng. Nói chung là rất là duyên dáng và dễ thương. Anh Thanh Duy và chị Khả Như. Ủa, cứ bí nãy giờ rồi. Nãy giờ hết rồi đúng không ạ? Nhớ là ngắn gọn thôi, một tiết mục dễ nghe, dễ chịu và dễ thương. Đúng.
Nào lại nè, 2, 3. 1 tiếng 1 dễ nghe, dễ chịu và dễ thương. Hay quá, trời ơi. Nó hơi chậm xíu mà cũng đều. Ừ. Bây giờ là tới anh Trung chia sẻ tí xíu đi ạ, xin mời anh. Trung ở trong đó không nghe được hai bạn hát cái gì hết. Không, hát hay, hay lắm anh, hát hay lắm anh, tình cảm vậy đâu. Hai bạn này hát lúc nào em cũng hài lòng. Nhưng mà có lẽ là mỗi người sẽ có một cách nhìn nhận về bolero khác nhau. Có người thì thích chất mộc mạc, có người thì thích cách sự luyến lấy. Riêng Hồ Việt Trung thì Trung kết hợp hai cái phần đó lại với nhau. Vượt sự mộc mạc, nhưng có những chữ phải xử lý, nó phải mềm, phải xử lý từng chữ một. Đặc biệt là hát mà hát gấp là không bao giờ được. Mỗi chữ nó có một cách luyến lấy khác nhau. Tại vì trong cái cách hát á, giữa Quốc Linh và Quỳnh Nhi đó, Quỳnh Nhi hát chắc hơn rất nhiều. Không, nhưng mà cái này em phải nói liền, không thôi là em quên. Em cảm nhận được cái sự truyền đạt của anh Trung dành cho thí sinh rất nhiều. Dạ. Bởi vì cái cách hát ngọt ngào, Quỳnh Nhi con hát khác lắm, con hát khác dữ lắm luôn. Và cô tin rằng chú Trung đã dạy cho con rất nhiều đúng không con? Dạ, chú Trung dạy rất Trang nhiều. Tràng tay dành cho thầy Vi Trung. Hay lắm. Tình cảm, là sự, tình cảm sự lựa chọn này là quá hợp lý đúng quá không quá hợp lý có nói nha, nha cô chú nói đúng lắm luôn á con tập trung khen lên thì đi có khen nhưng mình không có được ý y nha không sao đâu tụi con sẽ khắc phục ở trong tương lai và ngày hôm nay tụi con rất là đáng yêu một tràng hố tay cho Quốc Linh và Quỳnh Nhi cô lên Quỳnh Nhi cô lên vô 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 đi vô ta đi gì vậy con ủa con muốn không nói đi, gì đổng, hả đổng, 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 đi, đổng, 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 đi đó 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 đi đó đó trời ơi đi cả lưỡng tôi thử rồi còn nghỉ nữa đi đi xong rồi nghỉ đưa cái tưng ra gì đến nè nghỉ nữa đúng rồi đó đúng cái rồi câu cuối đông dính gì hai câu đầu hết á bà trời ơi trời ơi cái gì mà đẹp dữ vậy mít tóc sờ lên chân ta lại chỉ biết tam đan sao mà thấy tôi tóc ra quân ra tay niết không hiểu gì hết trời ơi cái gì mà bự dữ vậy không không cái vùng đất gì mà bự dữ vậy đúng rồi đây là cái vùng đất trù phu nhất ở miền tây nam hùng mày phải nói tiếng dân tộc tao mới dịch lại được cho nó nghe mít tóc sờ lên chân ta lại chỉ biết tam đan sao mà thấy tôi tóc ra quân ra tay niết trên lây tu Việt Nam mi là cái miền của mày vừa phải năm nay tâm tay chọc tao tao tan một cái gậy mặt nghe chưa trời ơi đi đi nước ngoài lâu quá về Việt Nam mà sao không có hiểu cái này lắm ở bên đó lâu chưa lâu lắm rồi 3 tháng trời ơi chị dám hỏi cái gì ở đây là đồng bằng sông Cửu Long vậy đó hả ừ. Trời ơi mê dữ lắm mê không? Đi du lịch nè cảm ơn nha ở chỗ này có gì vui ủa gì kỳ vậy khách du lịch mình cũng là dân du lịch mà anh sao vậy? Ui lộ bản mặt cái luôn vậy luôn vậy hả? Có gì đâu trời nhìn tao dài là thấy không phải rồi đó. Trời bây giờ ơi. Muốn biết văn hóa Trà Vinh không? Muốn biết. Muốn biết văn hóa Sóc Trăng không? Biết. Theo tôi sắm bộ đồ cho múa theo đi theo. Trời ơi đi rồi, đi đi. Rồi nổi lên đi.
Quốc Thương và Gia Uyên. Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt. Trời trời trời, khoan, giữ hai anh chị nó lại đây. Trời trời dính sóc chân. Sao không cởi tách ra anh gì? Này lỡ mang giày cởi ra không kịp. Bị sinh non á nên bị yếu á, là mang giày cho nó đỡ lạnh. Trời thiệt luôn á, rất là muốn đi luôn mà tới cái đoạn mà đa là hết muốn đi nha tụi con. Thật ra bài này là anh Duy cố ý dựng nghiêm túc đó, nhưng mà tại vì với hai bé này thì không thể nào mà nghiêm túc được nên phải len lỏi một cái gì đó để làm cái nét đặc trưng cho hai bé. Lần này đẹp, dễ thương, xuất sắc luôn. Trang hút tay nữa cho hai con. Cảm ơn chú ạ. Rồi, bây giờ là xin mời ý kiến nhận xét của anh Hồ Phi Trung ạ. Bài hát này tụi con hát một phong cách dễ thương, nhí nhảnh, hồn nhiên thì ok. Nhưng mà theo chú thì con phải xử lý cái bài Xuất Sắc Phải Không Trăng á, kỹ thuật chút xíu nữa. Những cái đuôi của mình á. Đổi lấy chén cơm thơm ngon, như xưa mẹ mát ngon đời con. Đó, dễ thương. À, cái khúc mà hai người lên nè, trời ơi, nhìn dễ thương dễ sợ, giống như là cái lễ hội mà chúng đang mình đang múa vậy đó. Dạ. Yeah. À, câu này hỏi là câu này đó. Tụi con hát cái câu mà sốc sờ bay bòn. Sốc sờ bay bòn, tâu na bòn ơi, con hiểu là gì không? Tâu na bòn ơi đó là tiếng của người Khmer. Thực ra là khi mà chú giao cái bài này cho tụi con đó là em có đưa luôn cho các bé là nguồn gốc của bài hát này. Anh ơi, sốc sờ bay bòn, tâu na bòn. Sóc sờ bay bòn, tâu na bòn, tâu nã bòn là sắp đánh bạn. Không, hỏi thiệt, hỏi tâm lý thiệt. Hả? Dịch. Sao? Ôi, huấn luyện viên mà kêu thiệt luôn á. Sức kỳ á. Bởi vậy thôi, cho em thôi hỏi thăm thấy rành ngôn ngữ. Đúng tam rồi nước, hỏi thăm tâu na bòn, tâu nã bòn ơi. Bỏ qua đi tụi con, yên tâm đi, tụi con vui lắm rồi, giải trí lắm rồi. Cô Diệu Nhi. Cô Diệu Nhi chỉ nói với lại Gia Uyên một cái điểm nhỏ xíu này thôi, vừa nhảy vừa hát, cái xong rồi nhảy một hồi cái sắp tới câu của mình hát rồi tụi con mới đưa lên, cho nên bữa sau con đưa sớm lên chút xíu nữa thì nó sẽ không có bị hụt mấy cái chữ đầu tiên. Con y chang là mấy con ở trong đội của cô chú nên là rút kinh nghiệm đó chút xíu thôi là được rồi. Chúc mừng hai con. Cảm ơn cô ạ. Trời, cô Hòa là thích hai con từ vòng trước nè, xong cô Hòa đồ ơi đến cái vòng này để xem hai con thì thật sự là đúng là quá tam ba bận, thì người ta bảo là thường là như thế, nhưng mà cả ba bận của các con thì cô đều rất là hài lòng và cô đã có thể chắc chắn là các con sẽ là những cái gương mặt nghệ sĩ giải trí. Và cô tin chắc là nếu mà các con cố gắng, ngoài giữ được cái nét tự nhiên duyên dáng ở các con ra thì hãy cố gắng hát hay hơn nữa để có thể trở thành những nghệ sĩ chuyên nghiệp và nghệ sĩ giải trí cho quý vị khán giả nha. Đồng ý. Cảm ơn cô ạ. Chắc chắn rồi, các con còn phải học rất là nhiều. Và nếu như có những cái bài toán nào khó hơn đến từ chú Duy và cô Như thì tụi con phải cố gắng vượt qua nhé. Một tràng hổ tay cho Quốc Hưng và Gia Uyên. Chúc mừng tụi con. Cảm ơn chú ạ. Cảm ơn tụi con rất nhiều. Yeah. Và mọi người có thấy là khi mà hai bé mặc bộ Khmer vô rất là ra dáng luôn. Rất là hợp với các bữa giờ anh ơi, mặc bộ nào cũng hợp, rất vô vai và vô hoàn cảnh luôn. Chính xác. Rất là có thần trong từng tiết mục luôn. Cảm ơn cô ạ. À, hay ghê á, bé này á, từng rồi á, nó đóng vai bà, đóng vai già thì giống bà nội mình. Còn bữa nay đóng vai Khmer giống nhỏ em gái Khmer gần nhà anh. Ồ. Sao mặt con đại trà dữ. Khả năng quá thân. Đúng rồi. Cảm ơn tụi con nha. Cảm ơn tụi con. Chúc mừng tụi con. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo sẽ là cặp đôi Thảo Nhi và Trâm Anh. Và lần này thì hai cô bé sẽ tự tin hơn với sự chấp cánh của huấn luyện viên của mình Hòa Minzy. Và hãy cùng nhau lắng nghe ca khúc Con Cò. Xin mời. Lặn lội cao
cánh khuya vẫn thức đợi mẹ về mới yên lòng. Ơi đàn cò ơi thôi về cò. Cảm ơn Vũ Đoàn Phương Việt. Rồi may quá có chương trình em mới được hát đó. Bởi vậy mà chưa có show luôn á anh. Hay lắm các bạn. Hay quý vị. Vỗ thêm một tay. Vỗ thêm một tràng tay nữa. Quá tuyệt vời. Mình đứng sát lại vào nhau được không mà. Ba chiều cao luôn. Vậy hả? Thật sự là luôn luôn muốn gần với các con. Giống như một một con cò mẹ dang rộng cái cánh ra để hỗ trợ cho những con cò con. Quá là tuyệt vời. Nhi ơi, nói luôn cảm xúc của em. Phải nói là hai con rất là may mắn luôn á, khi mà hai con được có thể hòa giọng chung với huấn luyện viên của mình. Cô Hòa sẽ lèo lái, tụi con sẽ là một cái chỗ dựa rất là chắc cho tụi con. Trời ơi, tụi con phải thương cô Hòa nhiều lắm đó. Hôn cô Hòa một cái đi. Hôn con. Hôn cô Hòa. Trời ơi. Mà đặc biệt nữa là Hòa, con nói là đây là một cái dòng nhạc mà em rất muốn hát nhưng mà chưa đến lúc đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay em cũng đã có cơ hội để mà hát cái dòng nhạc mà mình yêu thích. Thấy sướng lắm đúng không? Dạ vâng. Trời ơi, ba cô trò như là một nhóm nhạc chuyên nghiệp gì đó. Trời ơi, chúc mừng cả ba người nha. Anh Trung thì sao ạ? Đến bây giờ vẫn còn phê. Phê hả? Lên tông hai lần, trời ơi, hát cái kiểu đó cứ sợ không á. Sợ, Trung sợ là một người hát không nổi không mà ai ngờ càng lên Trung nổi da gà hết trơn á trời. Bây giờ còn nói cái gì nữa bây giờ? Quá không tuyệt vời, Hòa ơi. Có cái gì mà nó chỗ hỏng gì luôn á. Hy vọng là sau cái bài này
thì em sẽ có show nha. Mấy tháng từ Tết bây giờ chưa có show. Yeah. Hãy book show Hoa Minh Di. Sướng quá trời. Xin mời anh Di. Cùng là một người ca sĩ, một người nghệ sĩ, anh chắc chắn là hồi nãy em sẽ rất là sướng và rất là thăng hoa vì mình được hát cái mà mình thích, và đặc biệt là mình hát mà mình được hát và tròn trịa nữa chứ. Mọi người đã khen hai con rất nhiều, nhưng vì tụi con hát song ca với cô Hòa cho nên là nó vừa là thuận lợi mà nó cũng vừa là bất lợi. Chính xác. Về giọng hát chú không nói, bởi vì hai con có được một cái giọng trời phú rất là hay và quảng giọng quá rộng. Nhưng vì hôm nay con hát chung với huấn luyện của mình, tụi con có những lúc tụi con bị mất tập trung vì cô Hòa quá trời rồi, cô Hòa quá nhiều lửa, cô Hòa quá nhiều năng lượng, vô tình hút đi cái năng lượng của hai con luôn. Giống như là cái đoạn mà cô Hòa bước xuống chính giữa thì hai con phải đi theo, thì cái tâm lý của hai con lúc đó là cô Hòa đang đứng đâu vậy? Cô Hòa có đứng đâu? Mình có cần đứng cách cô Hòa bao nhiêu lâu hay không? Mình lúc đó mình đã tới hát cái đoạn hát của mình chưa? Thì chú muốn nhắc tụi con một điều là huấn luyện viên mình có một cái năng lượng lớn như thế nào, thì bản thân tụi con cũng đã là những người luôn có năng lượng vô cùng lớn. Một năng lượng lớn kết hợp với hai năng lượng nữa cũng lớn nữa, tổng thể hòa lại thành một cái đốm lửa hoàn toàn bùng cháy, đốt cháy cái chỗ này. Tụi con có làm được chuyện đó không? Yeah, được. Yeah, cố lên. Cảm ơn anh. Yeah, cái này là cái tích tắc nhỏ thôi, chứ ngày hôm nay tụi con quá là giỏi rồi, quá là bản lĩnh. Lúc mà em nghĩ ra cái dàn dựng này nè, thật sự là em làm cho ban nhạc rất là khổ luôn ý. Và ban nhạc đã tạo ra một cái bản phối hoành tráng như thế này, thì thật sự là cả ba cô trò phải cảm ơn ban nhạc và anh Minh Vy rất là nhiều. Dạ. Còn nói về này, anh Di, anh có nhớ không? Anh Trung, có nhớ không? Tuần trước khi mà em phải quyết định lựa chọn để lại các thí sinh ấy, thì hai anh có nói là rất là hy vọng để có thể nhìn thấy một hình ảnh khác. Thì hôm nay em đã cố gắng để tạo ra một hình ảnh khác cho hai con ở vòng này. Thì hy vọng hai anh đã thích. Con phải học thêm rất là nhiều của cô Hòa. Con thấy không, khi mà cô Hòa đứng trên sân khấu á, cái cách mà cô Hòa tạo dáng để làm một diva. Và tôi muốn show cho mọi người thấy là tôi không chỉ có giọng hát, tôi còn có cách biểu diễn và hình thể. Những nhỏ đó mới làm cho cái tiết mục của mình nó hay hơn. Tụi con nhớ chú ý cái điểm đó. Và nếu có vào vòng trong, chú hy vọng sẽ được nhìn thấy thêm nhiều điều mới lạ nữa. Cố lên, cố lên. Trâm Anh, vâng. Con có một cái chất diện rất là điềm tĩnh luôn. Tĩnh, hát xong rồi đó. Rất là khuyến khích con ở chỗ đó luôn á. Điềm tĩnh, hát, ai làm gì làm, cứ đến cầu của con là con phiêu, con phăng ra. Rất là hay. Nếu mà tụi con may mắn vô trong nữa thì càng thời gian dài nữa thì con Hòa xuống liền tụi con nhiều cái còn ghê gớm hơn như vậy nữa. Bây giờ là chỉ đứng hát thôi mà chú nổi da gà rồi. Nếu mà còn diễn nữa không biết nổi gì. Thật sự là khi mà em được huấn luyện hai con ấy, thì em có cảm nhận về hai con là sức lực vô hạn luôn ấy. Là khi mà em yêu cầu các con phải lên cái tông đó và bắt vào cái tông đó, nó không hề dễ một tí nào, và để lên được cái tông đó nó cũng rất là khó. Và giọng của hai con là đã là vỡ giọng rồi đó. Nhưng mà cái tông mà em yêu cầu nó rất là cao luôn á. Cảm ơn hai con đã tập luyện bài này của cô. Và ngày hôm nay không biết kết quả sẽ ra sao, nhưng mà hy vọng chúng ta đã có một khoảng thời gian rất là đẹp bên cạnh nhau ha. Thôi đi về với Lập đi. Bơ vơ quá à. Cò cha rất là tự hào ba mẹ con cò. Hát hay quá à. Tôi cảm giác tuổi hổ quá trong đội này. Trời ơi. Hát câu đi Lập. Trời Lập. Đất ơi. Nhìn đàn cò trắng lên em. Nhìn đàn cò trắng là Lập nè. Nhìn đàn cò trắng. Gì nữa? Ngần đâu vừa ngần gió. Ngần luôn rồi. Em ơi, Lập ơi, em hát bài con cò bé bé nó dễ nghe hơn. Con cò bé bé. Hay lắm em, tiếp nè. Nó đầu cánh tre. Hay quá. Đi thôi được rồi, tiếp mục tiếp theo. Không, được. Đùa thôi, chú muốn cảm thán một chút xíu. Tự hào vô cùng luôn, cảm giác là khi mà ba mẹ con cò cháy hết mình ở trên đó. Nổi là nổi da cò đó. Da cò. Chú Duy nói rất đúng luôn á. Để cho khán giả nhìn lên trọn vẹn từng giây từng phút của tụi con, không bị lơi đi một phút nào hết. Rất là chúc mừng tụi con với cô Hòa. Chúc mừng. Yeah. Cảm ơn cô chú ạ. Quý vị thân mến, phải là mẹ thì mới hiểu được cái tình yêu của mẹ dành cho con như thế nào. Và ngay bây giờ tất cả chúng ta hãy cùng nhau đến với ca khúc được mang tên Vu Lan Nhớ Mẹ, với sự thể hiện của hai cô gái đến từ đội huấn luyện viên Hồ Việt Trung và Diệu Nhi. Xin mời. Trời ơi! Trời ơi! Chị Tư! Chị Tư, có sao không?
Trời ơi, chị Tư ơi. Ồ vậy coi. Đã nói bao nhiêu lần rồi, bệnh hoạn vậy mà còn làm công chuyện chi không biết nữa. Không sao, không sao. Ngồi xuống đi. Rồi, trong mặt cái xíu rồi để tôi dọn dẹp, tôi quét cho nó sạch. Mệt quá, dọn dẹp cái gì? Chị muốn dọn dẹp, muốn quét đúng không? Để em làm cho. Cái mấy cái này để em làm. Rồi, làm đi. Nè. Bao nhiêu lần rồi chị Tư. Thôi thôi, chú ơi, qua ngồi chơi được rồi, qua ngồi chơi. Chị Tư đi qua ngồi chơi đi. Để đi, chúc tôi khỏe. Trong mặt xíu không sao đâu. Sao, có sao không? Nãy thế là có sao không vậy? Không, sao không? Mệt ghê luôn á. Đã nói với chị bao nhiêu lần mà sao chị không có nghe lời hai vợ chồng em gì hết trơn à. Cứ đi ra ngoài sân nè, đây này nè, đi ra ha. Rồi hú một tiếng thôi là hai vợ chồng em đi qua đây làm cho chị rồi. Ai hú? Bà hú. Hú không có nổi. Bà nghĩ làm sao vậy? Từ đây qua bên kia nguyên con sông dài vậy đó. Có bà hú thì được á. Nè, chú thím á, nhớ là tôi dặn nghe không? Qua đi chơi được rồi, đừng bao giờ gọi điện thoại nói cho hai đứa nhỏ con tôi biết là tôi bệnh không? Ôi trời ơi, chị này bởi vậy á, con cái cha mẹ bệnh là phải về. Bà chị yên tâm đi, chị dặn em rồi. Đừng có gọi cho đừng nó. Đừng có gọi, đúng rồi, em luôn luôn nghe lời chị, không có gọi đâu. Mới nhắn tin hôm qua. Cái gì? Chú nói thì bước ra kìa. Xin lỗi chị Tư, chị Tư. Chị sốc lắm đúng không chị Tư? Bình tĩnh chị Tư. Trời ơi, chết tôi rồi. Bước ra đây. Lăng chanh quá. Để cho hai đứa nhỏ trên Sài Gòn đó, nó lo nó ăn học đi. Thôi chị Tư rồi chỉ buồn mình thấy chưa. Hèn chi ha ha, hôm qua cầm cái điện thoại ra cầu cá ngồi mấy tiếng đồng hồ. Cũng tại bà không á. Mua cái điện thoại xịn quá, có hai chữ về đây bấm tiếng hồ. Mệt quá. Thôi chị xin lỗi chị đi, chị buồn bây giờ. Chị ơi, à, đừng có giận em nghe chị. Sao, không sao. Nhưng mà chị yên tâm đi. Em nhắn tin mà tụi nó chưa đọc được tin nhắn. Tụi nó không có biết, không biết đâu chị. Tôi tin tưởng đâu thím đó nha. Thím đừng có nói nha chú thím á. Chị biết em là uy tín lắm. Không có gọi nghe không. Chị Tư, mà công nhận á, mỗi lần nhắc về hai đứa nhỏ chị Tư á, nó rất là ngoan ngoãn luôn. Em nói chị nghe, hồi sáng này nè em đi chợ để em mua thịt bò cho chị đó. Cái em livestream chị, xong cái em nói xin chào mọi người ơi, cả nhà yêu ơi. Xong cái hai đứa con gái của chị nó vô nó coi đầu tiên luôn, gặp người đó luôn hả? Lễ phép, lễ phép. Bây giờ nó dạ, con chào cô Tám. Cô Tám ơi, gọi tên con đi cô Tám. Kia em gọi tên tụi nó xong cái nó hỏi, ủa cô Tám đang làm gì ngoài chợ vậy? Cái em cầm miếng thịt bò lên, thịt sáng thịt bò ngon lắm. Em cầm miếng thịt bò lên nói, nè cô Tám mua thịt bò về rồi xay ra nhuyễn ra nấu cháo cho mẹ con ăn. Giờ này bệnh nặng lắm rồi, nhai cơm làm gì nổi nữa. Không biết trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, thím làm như vậy là chết tôi rồi. Tôi cũng vậy. Rồi là sao bây giờ hả chú thím? Rồi nó biết thì tôi nó lo tội nghiệp tới nó mà. Không, thôi chị đi đâu, đi đâu. Về rồi. À ủa, hai đứa sao biết mẹ bệnh nặng mà về hay quá vậy? Đọc báo không? Đọc báo không? Đúng báo rồi, chứ có ai gọi điện nhắn tin gì đâu mà biết. Thôi về. Đi về. Về nha, khỏe nha, chơi vui nha. Đi đường về mệt lắm không? Tụi con, trời ơi mà, con ốm. Con đang vô mùa thi mà sao con về đây chi vậy con? Hả? Dạ, sao mẹ bị bệnh mà mẹ không nói cho tụi con biết? Có gì đâu, mẹ bệnh bị thường thôi à, không có gì chứ. Mà bác sĩ nói gì vậy mẹ? Mẹ bệnh nặng không mẹ? Mẹ ăn uống gì chưa mẹ? Mẹ uống thuốc cho mẹ. Mẹ ăn sao vậy mẹ? Mẹ không sao. Hai đứa con của mẹ ngoan quá à. Tụi con yên tâm đi. Bác sĩ nói á, mẹ bị trúng mưa rồi cảm ho vài bữa là hết. Thôi à, ở đây mẹ nấu cơm cho tụi con ăn. Rồi chiều á mẹ dẫn cho đi chùa. Hôm nay là lễ Vu Lan á, đi chùa với mẹ nghe. Dù con đi suốt cả cuộc đời cũng không bao giờ nghe hết những lời mẹ ru trong trái tim con. Lời mẹ ru con êm đẹp như suối mắt trong lành, để con khôn lớn đắm say cuộc đời tươi sáng. Mong muốn lòng con từ bi, con thành người tài đức vẹn toàn. Giỏi. Ở đây nha, mẹ ra sao lúc trước. Vui quý
nãy giờ hai cô chú đâu có về đâu, núp ở ngoài kia nghe hay quá, chịu quá luôn. Ơi, ê, mày để vô coi mẹ nấu ăn gì đồ phụ mẹ đỏ quá hả mày. Ơi, hai đứa chỉ vô hát coi, hát khúc này nè. Mãi bên mẹ. Trời ơi, trời ơi. Yeah. Bà Tư, bà xỉu trong bếp nãy giờ kìa. Tư xỉu rồi, yeah. Ôi, chết rồi, bị điên hả? Ôi, Tư xỉu rồi. Ông phải lên bệnh viện nha. Để cho cô chú lo. Hai đứa con ở nhà coi nhà đi. Mà soạn đồ nha. Cô Tám mà gọi điện thoại về cái là gom đồ quần áo lên bệnh viện với mẹ nghe chưa. Ở nhà soạn đồ đi. Cầu trời cầu Phật cho mẹ con không có chuyện gì xảy ra. Mà cũng tại em không á. Sao tại em? Chị đã kêu em về nhiều lần rồi mà em cứ chần chừ hoài à. Chị mắc cười quá à. Bây giờ em mà không thi là mẹ còn la em nữa đó. Tại vì chị lo cho mẹ quá. Giờ sao vậy em? Sao đây chị? À, cô Tám về. Cô Tám ơi, mẹ sao cô Tám? Cô Tám ơi. Cô Tám ơi, mẹ con sao cô Tám? Cô Tám ơi. Cô Tám. Cô Tám. Cô Tám ơi, mẹ con sao rồi cô Tám? Cô Tám ơi. Cô Tám. Cô Tám. Cô Tám. Cô Tám. Chị Tư ơi. Chị Tư. Và xúc động một tràng hô tay thật lớn cho Kim Anh và Thanh Thủy. Và đặc biệt hãy dành một tràng hô tay với sự hỗ trợ của vũ đoàn Đam Mê và đặc biệt là nghệ sĩ Hồng Trang ngày hôm nay trên sân khấu. Phần đầu khi mà Nhi với lại anh Trung đã diễn xong cái phần đó mà nhạc vừa lên, lúc mà mẹ hỏi là mẹ có sao, mẹ có sao không, mẹ không sao. Nhạc lên một cái là ông auto
chị Hồng Trang làm một cái điều mà tất cả những bà mẹ này đều làm. Hồi Tết này anh về anh đi biển với mẹ thì mẹ bị san hô mà nó quẹt vô chân mà nó máu chảy mà nhiều, thì anh cũng hỏi mẹ có sao không. Mẹ nói không sao, chuyện nhỏ. Tất cả các bà mẹ đều chịu đựng và yêu thương con mình một cách vô điều kiện và không muốn con mình phải lo lắng quá nhiều. Cảm ơn tụi con và cảm ơn cô Diệu Nhi, Hồ Việt Trung và đặc biệt là diễn viên Hồng Trang đã mang tới một tiết mục rất là xúc động, nói lên được tâm hồn cao đẹp của những người mẹ Việt Nam. Cảm ơn tụi con. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Tiết mục đã chạm tới cảm xúc của chú và chú rất là thích giọng hát tụi con, thì không nói, ngọt ngào, truyền cảm. Cảm ơn tụi con, ghét tụi con vì cảm điều đó luôn đó. Cảm ơn chú nha. Chú gì chú ghét tụi tôi con rất là không luôn thích coi những cái gì mà làm mà tôi không... Trời ơi, mệt ghê. Ai. Sợ lắm. Sợ coi đúng không? Sợ cái lắm, kiểu... thật sự rất sợ. Bản thân chú Lập nha, nhìn kêu chú vậy thôi chú còn trẻ con lắm. Sao mà nó trùng hợp? Nãy mẹ mới vừa gọi mà không nghe máy được tại quay. Mẹ của em bị gì là cho biết hết. Mỗi lần mà mẹ đau lưng á, thật sự là mẹ không có đau đâu. Mẹ lên á, Lập ơi mẹ đau lưng quá. Cái ngồi đấm đấm cho mẹ mà thật ra là mẹ không có đau. Đương nhiên cái mình thấy đau lòng đó. Những người mẹ cố gắng tìm đủ mọi cách để tiếp cận những khoảng thời gian mà còn lại ở bên con của mình. Chắc mẹ coi cái đoạn này xong thì mẹ chắc cười, con trai của mẹ cứ khóc cho truyền hình. Thực sự em rất là xin lỗi khán giả. Em hứa là em kiềm chế cảm xúc, nhưng mà thực sự khi mà càng nói em không kiềm được. Thôi bây giờ được rồi, mọi thứ đã xong rồi. Tụi con giỏi lắm luôn á. Tụi con giỏi về việc là tụi con kiềm chế được cảm xúc của mình. Vào trong vòng này rồi, tụi con phải hát bằng cảm xúc. Và tụi con đã làm được điều đó. Xin chúc mừng tụi con. Cảm ơn chú. Đến vòng này thì thật sự là cô đã được lắng nghe thực sự cái giọng hát ngọt ngào và quá đỗi là cảm xúc của các con rồi. Chúc mừng các con và nể anh Trung và chị Nhi có một tiết mục quá xuất sắc. Rất là nể anh Trung với chị Nhi á. Biết sao không? Chị Hồng Trang là chuyên về bi kịch. Cái bắt đầu hang bà này chạy ra, không buồn nổi luôn á trời. Cho đến khi cuối cùng là chị Diệu Nhi ra, chỉ cần gọi một tiếng về người mẹ đó thôi là mọi thứ vỡ hòa. Cảm ơn sự trợ diễn của hai huấn luyện viên cũng như là chị Hồng Trang. Chú Trung và cô Nhi chia sẻ một tí xíu ha, cảm xúc của mình. Bây giờ tất cả quý vị khán giả đã biết chị Nhi ngồi đây để làm gì rồi đúng không? Một tràng vỗ tay cho Diệu Nhi. Yeah. Thực ra thì... Cảm ơn em. Thực ra làm thì sao? Làm nhiều lắm à. Người sao? Ta không biết làm nhiều sau hậu trường lắm. Cổ vũ tinh thần rồi. Chỉ các con cách như thế nào nhưng mà không ai biết hết. Nhưng mà không quan trọng. Từ từ mình sẽ chứng minh cho người ta biết mình sẽ làm được cái gì. Còn về phần có một cái khúc mà hai chị em trách nhau thì cái đó nó cũng là một cái lời nhắn nhủ của em dành cho mọi người. Hãy dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Chúc mừng hai con, hết căng thẳng chưa? Căng thẳng lắm, tại vì hai con quen cái sự vui nhộn rồi đó. Đến khi vô tập hai con rất rất là căng thẳng luôn. Thôi được rồi, đi ra uống nước xăm rồi nghỉ ngơi. Lần này có đồ ăn gì không hả? Không đồ ăn gì hả? Anh hứa rồi mà. Lẽ ra là không có đồ ăn thì phải có khăn giấy chứ. Bởi vậy. Không có đồ ăn thì ít ra phải có khăn giấy cho mọi người. Dỡ thôi. Một tràng hô tay cho hai con, Kim Anh và Thanh Thủy. Trong một vũ trụ đầy hỗn loạn, cái gì mà như xe máy nổ vậy trời? Có nghe không tiếng gì? Nơi có ba thế lực luôn đối đầu với nhau từng giây, từng phút, từng giờ. Màu đỏ. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Con muốn hát giỏi. Có hòa minh gì? Có thật chi mà cả như. Thì không việc gì phải sớm. Lại đây chơi vui lắm. Các con ơi, đã có ba mẹ đây rồi. Chính thằng có
thương mẹ, mẹ thương lắm ạ. À, mẹ thương lắm ạ. Chào mẹ nha, hai đứa nha, chào mẹ nha. Với vũ khí duy nhất là giọng hát của mình, liệu những chiến binh nhí nào có đủ can đảm để thiết lập lại trật tự nơi đây? Màu hồng, màu vàng, đâu mới đúng là màu may mắn? Đội nào sẽ thuyết phục được các chiến binh nhí dạy của mình khỏi thế giới hỗn loạn này? Cô hát được luôn, con cũng múa được. Cô làm được hết con. Này chương trình không cần aerobic tập thể dục. Và những cuộc tranh chấp nào sẽ nổ ra? Con gấu cho hai con nè. Tôi đâu có nói cái gì đâu, tôi làm mà. Tem phủ cho. Đó! Mẹ tặng cho con. Của mẹ mà, mẹ đã mua cho hai con mà. Ngáo gai cho thương quá vậy, cất đi cưng ơi. Căng thẳng. Cuộc sống này con biết không bao giờ trải hoa hồng. Nhưng riêng về đội cô chú trải hoa hồng cho con đi. Con không phải mặt bánh bèo mà con không hát được đâu. Theo chú nghĩ là con nên qua bên đội của... Chị Ngon, chị gạt đi, em khô máu chị. Không, thêm... Alo, alo. Kinh nghiệm. Nhưng cũng đầy cảm xúc. Được làm chính mình nó khó lắm. Có thể câu hát đầu tiên của con sẽ không ai vỗ tay cả. Nhưng tụi con biết không, sân khấu là sự ngẫu hứng. Con hát lên á, nó không quá cầu kỳ, nhưng nó truyền tải được cái tình cảm. Cái giọng hát nó chạm đến trái tim của chú. Sau tất cả, ai mới đúng là người được lựa chọn? Con chọn về đội của... Chọn đội của... Nói chung là bây giờ con thích ai thì con chọn người đó thôi. Nhưng con sẽ chọn về đội của... Chọn xin là... lựa chọn đó chính là... Ngay bây giờ, hãy đến với tập đầu tiên của vòng lộ diện và cùng chào đón MC Minh Tù. Xin hân hoan chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Tuyệt đỉnh song ca nhí mùa 3. Chương trình của chúng ta do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sang Vàng thực hiện. Tại vòng lộ diện, các bạn nhỏ sẽ được thể hiện tài năng của mình và các huấn luyện viên sẽ có cơ hội được lắng nghe. Nếu như yêu thích và nghĩ rằng đây chính là chiến binh của đội, hãy gác gần để lựa chọn. Nếu như có hai sự lựa chọn trở lên thì chúng ta sẽ cùng nhau hồi hộp chờ đợi quyết định đến từ các bạn nhỏ. Trước tiên hãy cùng nhau gặp gỡ các cặp đôi huấn luyện viên rất đáng yêu của chương trình. Ca sĩ Thanh Duy và diễn viên Khả Như. Yeah. Có Thanh Duy và Khả Như thì không việc gì phải sợ. Và tiếp theo hãy cùng nhau chào đón cặp đôi diễn viên Diệu Nhi và ca sĩ Hồ Việt Trung. Xin chào các con. Chào mẹ. Các con của ba. Mời ba mẹ về chỗ luôn, vỗ tay cho họ được không ạ? Cặp đôi cuối cùng của chúng ta xin được giới thiệu diễn viên Huỳnh Lập và ca sĩ Hòa Mizzy. À không nói gì, một nụ cười thân thiện thôi, vỗ tay cho họ được không ạ? Xin mời. Bệnh sao á? Cặp đôi cuối cùng sắc đỏ rất là rực rỡ nhưng giọng cười hơi mang rợ. Không, đó là nụ cười của ông Bụt bà Tiên. Dạ bây giờ mình cười lại nè, 2, 3. À, Minzy, cảm giác của em như thế nào khi lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình? Em rất là hồi hộp. Em mong là với sự hồi hộp đấy thì... Em hồi hộp mà lay qua chanh luôn á. Ôi vậy hả? Em hồi hộp em đó mà anh hồi hộp chung. Em rất tự tin khi mà em ngồi cạnh anh Lập. Mình đã quyết tâm, mình đã xin thề rồi đó. Xin thề! Quá mẹ. Giống như là tất cả mọi người cũng thấy nét nhạc hơi buồn ha. Nhưng nhìn vào các ban huấn luyện viên thì có lẽ như là lành ít dữ nhiều. Ê da,
có vẻ sắp tới đây Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí sẽ là một chương trình vô cùng hỗn loạn. Lúc đầu á, em nhìn nguyên cái dàn này em thấy cũng sôi nổi lắm, không biết làm sao tự nhiên những cái nét trầm buồn. Thôi để nụ cười thân thiện màu hồng cười giùm em nhẹ ăn câu. Hỡi các con của ta, giữa muôn trùng khơi xa, dù bão tố phong ba, hãy như những đóa hoa để mãi mãi vươn xa. La 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 la. Có Thanh Duy và Khả Như thì không việc gì phải sợ. Trời ơi, cái đĩa bài năm ngoái tới năm nay nó vẫn còn đáp ở đây đúng không chị? Khả Như với anh Thanh Duy có một cái lời hứa với nhau cách đây khoảng 7 năm lâu hả? Lắm rồi là ước gì có một chương trình mà hai anh em được ngồi với nhau. Dạ. Và đây là một cái chương trình mà thực hiện ước mơ của hai đứa. Và hai đứa tự quy định đây là một cái chương trình của hai đứa. Do đó hai đứa tôi có nói gì nói kệ, hai tôi đừng quan tâm. Thấy họ làm thơ em cũng muốn làm thơ. Em làm thơ đi, anh làm thơ chung với em. Nào. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Rồi, cái gì vậy? Con muốn hát giỏi. Có hòa minh gì? Hãy về với chánh điện của em, Diệu Nhi và Hồ Việt Trung. Điềm đạm nói một câu nhẹ giúp em. Các con ơi, đó đã có ba mẹ đây rồi. Nghe như là mẹ mìn đấy nhở? Nghe như là mẹ mìn đấy nhở? Ba đội này em sợ. Nói chung là tôi sợ luôn cả ba đội đó. Trời ơi, không biết là các con có sợ hay không. Nè, không phải. Em ơi. Alo. Lời nói đầu tiên xin phép quý vị khán giả cho Diệu Nhi và Hồ Việt Trung gửi đến quý vị khán giả ở mùa 1, mùa 2 và mùa mới lời chào trân trọng nhất. Nói về vấn đề song ca thì Diệu Nhi cũng chưa bao giờ song ca. Nói về khả năng ca hát thì cũng hơi kỳ. Cho nên Diệu Nhi cũng không biết lý do gì mình lại xuất hiện ở một cái chương trình này. Điện Minh Sụ, sao có mặt ở đây vậy anh? Khả năng diễn xuất đã mang em đến. Đúng rồi, diễn xuất. Hay quá, vỗ tay cho Diệu Nhi. Bây giờ em biết lý do mình có mặt ở đây rồi. Còn anh Trung thì sao? Chào chứ đi, chào cả nhà. Trong 6 người thì mình là người nhỏ tuổi nhất. Em mới 16 tuổi à. 16 tuổi lên làm thí sinh luôn ngồi đây chi anh? Chương trình nên kiểm tra tình hình sức khỏe của huấn luyện viên và thần kinh nữa chị. Bây giờ mình quên tuổi tác qua một bên đi. Diệu Nhi lấy cái ý tưởng gì mà từ dùng nông thôn mà rơm không vậy em? Chủ đề ngày hôm nay như anh đã nói thì đại diện cho vùng nông thôn, nhưng nó cũng là một cái loại thuộc dạng là lông vũ để cho các con từ nông thôn chắp cánh bay lên. Hay quá trời ơi. Ba cặp huấn luyện viên của chúng ta đã sẵn sàng. Và ngay bây giờ hãy cùng nhau chào đón thí sinh đầu tiên. Hôm qua sau lưng cất bước quay trở về, để bước tôi ấm áp bên mẹ hiền, để đêm đông lùi xa khi bước chân bên hiền nhà. Đường xa không sao ngăn nhưng bước chân trở về, để dấu phu đắm áp bên bạn bè và bên ly trà gốc bên ánh lửa hồng đọng dài. Có bước chân đường xa đó, có bước chân đường xa đó, có bước chân trở về để hôm qua chưa xa cho ngày qua, để hôm qua chưa xa cho ngày qua. Chào cùng chia nhau niềm vui phút gặp lại và bên ly trà gốc bên ánh lửa hồng đắm say. Có bước chân
qua chân xa cho người con. Để vô tận thương ôi tình yêu, để hôm qua chân xa cho người con. Qua trao nhau tận thương ôi tình yêu. Có bước chân đường xa đó, có bước chân trở về. Sự bình chọn cơ mà đúng không? Một cái hô tay nữa cho hai bạn nhỏ, quá là tuyệt vời. Đầu tiên tụi con giới thiệu trước về bản thân mình đi. Dạ, con tên là Trương Mai Gia Uyên ạ. Con 12 tuổi. Dạ, con tên là Phạm Lê Quốc Hưng và con đến từ Gia Lai, năm nay con 13 tuổi ạ. Wow, Gia Lai 13 tuổi. Tụi con tham gia chương trình với mục đích như thế nào? Dạ, năm 2 năm trước thì con cũng đã xem rồi ạ. Và con quyết định năm nay đi thi vì con muốn là sau này làm thầy giáo dạy nhạc để dạy các bạn mồ côi. Con ơi, nhưng mà bây giờ đầu tiên là nếu mà con về đội chú là con giúp đội chú rồi. Hợp lý, hợp lý. Còn con gái thì sao? Sau này con cũng muốn làm một ca sĩ và cũng muốn làm cô giáo dạy nhạc cho các bạn nhỏ. Dạ. Hai đứa tụi con là anh em hay là tụi con là bạn hay sao? Con quen em ấy từ khi mà đi hát từ thiện ấy ạ. Là hai anh em gặp nhau thế là quen. Dễ thương quá, có cái duyên gặp gỡ nhau bằng âm nhạc hả con hả? Và chúc mừng tụi con với ba sự lựa chọn của ba cặp huấn luyện viên ngày hôm nay. Con cảm ơn chú ạ. Yeah. Bây giờ nè, tụi con đứng tụi con lắng nghe sự chia sẻ của ba cặp huấn luyện viên nhé. Đầu tiên này chú với cô Khải Như xin được chúc mừng tụi con vì có một cái phần biểu diễn mà đã làm cho cả cái trường quay này nóng lên. Nhưng mà chú phát hiện ra là vì tụi con thi đầu nên là ở những cái đoạn đầu tụi con còn rung. Dạ, vâng ạ. Và dạ, cái rồi. Cảm giác của tụi con khi mà mình càng rung mình lại càng cố gắng hát cho to, cho bự, cho rõ ra. Nếu mà tụi con về đội của tụi chú sẽ chỉ cho tụi con cái cách làm sao mình control được, điều khiển được cái giọng của mình. Khi mọi người không chọn con chú Duy lại thấy được là tụi con cố gắng hát thật hay hơn. Và cái ngọn lửa tự tin của tụi con làm cho cô chú cảm thấy rất là thuyết phục. Nếu như có thể hãy về đội với cô chú nhé. Dạ con cảm ơn ạ. Dễ thương kìa, màu hồng đúng là màu hồng. Bây giờ đậm đậm hơn xíu nè tụi con, màu đỏ nè. Cái chuyện mà hồi hộp đi thi là một chuyện hết sức bình thường, kể cả con thi đầu hay thi cuối con vẫn có quyền được hồi hộp. Cái quan trọng là cô Hòa không chỉ nhìn thấy cái hồi hộp của con mà cô Hòa còn nhìn thấy rất là nhiều khuyết điểm trong giọng hát của con hiện giờ. Con bị nuốt chữ rất là nhiều thì em còn nói là thôi hay là để cho hai em lên được một cái cao trào, một cái nốt mà em trông đợi thì em đã nghe được cái điều đó rồi. Và đúng rồi, đúng rồi. Cái thể loại âm nhạc này không phải là thể loại âm nhạc duy nhất mà hai con có thể hát được đúng không? Dạ vâng ạ. Chính xác, những điều mà cô Hòa nhìn thấy là những điều mà cô nghĩ là các con cũng cảm nhận được. Cho nên hãy về đội của cô Hòa để cô Hòa có thể dạy con tất cả những điều mà cô Hòa có thể. Thứ ba là đội Em chưa nói gì hết. Chưa anh. Không, em phải cho em nói để cho người ta biết em tồn tại trong chương trình. Xin mình làm. Trên trời có chịu vì được. Sao? Thôi nữa hả trời. Xếp thành bốn chữ tài năng quá trời. Nói về cái vấn đề chuyên môn á, cô Hòa Minzy đã nhận xét cho tất cả các con rồi. Nhưng mà chú còn có một cái yêu cầu ở cá nhân nữa, xem các con chủ động về mặt sân khấu như thế nào. Các con khuấy động được khán giả, chủ động được trong cái cách trình diễn của mình. Đó là một trong những yếu tố mà chú gài cái cần này chọn tụi con. Cảm ơn ạ. Chú ngồi dưới, chú cũng hồi hộp thay cho tụi con 2/3 bài hát rồi mà vẫn chưa ai chọn hết trơn. Cái này mở ra cái ùa ra như voi về rừng vậy đó. Trời ơi, tràn xuống dưới liền. Đúng không tụi con? Đó, phải máu lửa như vậy. Bây giờ sẽ là đội thứ ba, đội màu vàng lên tiếng. Anh chào hai em. Ê, anh chào hai chị. Ôi, anh ơi. Chị chào hai bé. Anh nói trước về chuyên môn đi. Trong cái giọng hát của hai con á, thứ nhất là cái phần bè rất là hòa quyện với nhau. Hai đứa con hát chung với nhau lâu chưa? Mới thôi. Mới thôi mà đã như vậy rồi hả trời ơi. Cái này mà hai con mà hát chung với nhau lâu hơn nữa thì sẽ càng hay hơn nữa. Và trong hai đứa con có một cái lửa. Ngày xưa chú Trung cũng đi thi, nhìn huấn luyện viên á, mình bị sợ. Cánh cửa vừa mở ra hai con ra gặp 6 huấn luyện viên, tụi con càng sung hơn nữa.
À, có nghĩa là trong người tụi con có cái lửa, nhưng mà cái lửa của con chỉ là mới bếp dầu thôi. Con về với chú, con sẽ được lửa bếp ga. Trời ơi, Nhi cẩn thận nha, lửa bén cái là cháy cái đầm. Không sao đâu, bởi vì về với đội cô chú là cô chú sẽ dung hòa hết tất cả mọi thứ. Khi mà cái lùa nó lùa ra một cái lùa ngon lên. Tấm màn bí ẩn. Tấm màn bí ẩn trượt ngang ra, hai tụi con xuất hiện. Mà đỉnh điểm là khi hai tụi con tới đây bắt tay cô đã tình cố tình là bẻ tay con bé Hưng, bẻ trời tay ơi. Bé Hưng nhắc nhéo bé Hưng để coi bé Hưng nó có cái sự mà kiềm chế không. Nếu như một người mà không có một cái sự bình tĩnh đó thì con sẽ đang hát á đau nhưng con rất bình tĩnh. Cứ nghe nói xong chú phải kiểm tra lại con có bị đau không. Bẻ tay cái tay phải của bé Hưng, hồi nãy em có bắt tay rồi em có bẻ ngược lại. Ủa Di ơi, em diễn viên mà sao em ngang ngược vậy? Đó là lý do tại sao em phải rèn luyện cho bé Hưng ngay từ bây giờ. Bởi vì với khả năng của con sẽ còn tiến xa hơn nữa. Vỗ tay đi. Hay quá. Đúng. Đó là kinh nghiệm, đúng rồi. Làm sao mà khi mình hát mà cho dù tác động bên ngoài mình vẫn hát được. Đúng rồi. Ngày xưa chú đi hát mà chú đang hát rồi nè. Chú đòn nhảy đập đầu chú bớt rồi. Ê, đừng cười. Cái mình cần là cái phát triển, còn những cái phát triển mà gọi là xã hội bị bẻ tay bẻ chân là có cô Diệu Nhi. À, mà con ơi, con phải nhìn lại cái tiềm năng tương lai. Con không thể nào mà con có thể sinh tồn trong một cái môi trường bạo luật nghệ thuật. Đúng rồi con ơi, mình đi hát chứ không phải là mình đi đánh trận bé. Đúng. Ờ, trong cái môi trường em đềm con về con sẽ được thăng hoa. Đúng. Còn bây giờ mà con đi hát với môi trường của cô Diệu Nhi, con về là con muốn tiền thân sự nữa. Chú Lập nói rất đúng luôn. Nhưng con ơi, con đã mười mấy tuổi rồi và cuộc sống này con biết không bao giờ trải hoa hồng. Mình phải chuẩn bị tinh thần để có những chỗ, những nơi mình trình diễn nó sẽ đòi hỏi mình phải len lỏi người. Len lỏi vào khán giả tiếp tục vũ đạo. Đúng luôn. Vâng, có những nơi trình diễn vô cùng nguy hiểm và những nơi đó chỉ có chị Diệu Nhi thôi nha. Đúng rồi. Và con ơi, cuộc sống không phải lúc nào cũng trải hoa hồng, nhưng riêng về đội cô chú trải hoa hồng cho con. Hay đi quá. Rồi. Con hãy nhìn cô chú đi như hai đó hoa hồng. Cô chú nằm đó con đi luôn. Chị bắt gà chị đi đâu vậy? Em nói một câu cuối cùng thôi. Thật sự mà nói, cô nghe hai đứa con nói về cái niềm ước mơ mà được dạy cho những đứa bé gọi là chưa có khả năng âm nhạc. Cô rất mong muốn hai con dạy cô trước. Tại vì khả năng âm nhạc của cô rất yếu. Thật sự. Và cô biết rồi, con rất là yêu cô đúng không? Bởi vì hai năm trước không có cô. Năm nay có cô mà con đi tham gia như vậy. Cô biết là hai đứa rất yêu mến cô. Rất xúc động. Cảm ơn cô. Vậy thì bây giờ tụi con có muốn bàn bạc với nhau trước không? Để có thể đưa ra quyết định. Rồi bàn bạc đi. Nãy giờ bắt thương nhẹ nhàng lắm. À bắt nhẹ nhàng lắm người ơi. Về với đội cô Nhi dạy cho hát bè. Cô Nhi là hát xuồng luôn chứ bè gì nữa. Rồi, quá, nào. Căng thẳng quá. Bây giờ sẽ là thời gian hồi hộp của ba cặp đôi huấn luyện viên. Xin mời tụi con. Dạ, đội mà con chọn xin là... chọn chính là... Chú Thanh Duy và cô Khải Nhân. Chúc mừng. Cảm ơn các con. Thank you. Tại sao vậy? Hai con đứng giống như là bỏ ngoài tay những gì mà cô con nói. Chú là tại sao vậy con ơi? Bỏ chạy đi con. Dạ chạy hai đứa. Tại do là con thấy là chú Thanh Duy và cô Khải Nhân là bọn con rất là thuyết phục mà. Dạ vâng, chúc mừng. Dạ. Nhưng mà cô Diệu Nhi yên tâm là lâu lâu sẽ cử hai đứa qua dạy em hát. Rồi đó. Tuyệt vời, nhớ hứa là dạy cô hay chưa? Không chọn tôi bẻ cái tay rồi. Dạ. Một tràng hơi tay, chúc mừng cho đội bông hồng đã có cặp chiến binh đầu tiên. Cảm ơn mấy con nha. Thank you. Mới có cặp đầu tiên thôi mà làm cho ba cặp đôi phía dưới đang tâm hồn rất là sao động rồi. Và bây giờ hãy cùng nhau chơi để xem bức màn này sẽ đóng lại và giọng ca nào sẽ xuất hiện. Xin mời. Dài dài trên lúa xanh, mồ hôi cùng bao gió sương, một đời giăng đôi cánh.
cười dù cũng khến, đó là niềm vui biết bao. Là mẹ của con, yêu thương bớt chăng con về. Mẹ là bờ đê trên con đường đến trường. Một tràng hô tay thật lớn cho hai bạn nhỏ. Chúc mừng tụi con. Đầu tiên là có ba sự lựa chọn. Giới thiệu tí xíu cho các cô chú phía dưới biết tụi con là ai nha. Dạ con xin kính chào quý vị huấn luyện viên. Con tên là Nguyễn Thị Ngọc Thảo, năm nay con 12 tuổi. Con đến từ Tây Ninh. Dạ con xin chào huấn luyện viên và khán giả. Con tên là Nguyễn Thị Hương, con năm nay 12 tuổi, con đến từ Vĩnh Phúc. Trời ơi, hát nhạc dân ca miền Nam quá là ngọt ngào như vậy luôn. Tụi con thích chương trình, tụi con đăng ký tham gia hay sao? Dạ, con thích chương trình. Tại vì con đam mê ca hát. Con đam mê ca hát. Vậy thì chú Minh Sự hỏi là ngoài cái dòng nhạc dân ca miền Nam ra, con có còn biết hát thêm một phong cách nhạc nào khác nữa không? Con hay hát nhiều bolero miền Nam. Nếu mà tụi con về đội của chú thì chú, cái kho bài bolero của chú rất là nhiều. Chú sẽ lựa cho tụi con những cái bài phù hợp với lứa tuổi hơn. Các con có nghe chú Thanh Duy hát bolero chưa? Chú Thanh Duy ơi, chú Thanh Duy hát cho các con đi, thuyết phục các con đi nào. Thay cho lời mời gọi nha con. Thay cho lời mời gọi nha. Ôi trời, anh. Người con gái năm ấy thường hay ra hái hoa bên bờ suối, rồi nâng niu thả hoa trên dòng nước, đứng trông theo mà buồn.
Được chưa? À được rồi, được rồi. Cũng đủ ép phê rồi đó. À, các chú không nhận là mình hát bolero hay, nhưng chú có một cái kho bài bolero rất là nhiều và phù hợp với giọng ca của từng đứa. Chú Thanh Duy có rất nhiều kho bài bolero, nhưng cô Diệu Nhi biết còn có một cái kho mà nó rất là nhiều bài bolero nữa, đó là trên mạng đó con. Cô tìm trên mạng là có rất là nhiều luôn. Anh Trung ơi, nói về thể loại bolero thì anh Trung cũng hát rất hay phải không ạ? Nói gì đi anh? Thể hiện đi anh. Khi hồi nãy hai con hát, cái giọng hát nó chạm đến trái tim của chú và chú khóc. Hát hay thì có thể là do trời sinh ra giọng hát, là thường là bẩm sinh là nhiều. Nhưng mà hát để chạm đến trái tim đó là tình cảm. Và tụi con đã truyền tải được cái nội dung bài hát đó và tình cảm từng lời hát chạm trái tim của chú. Ngày hôm nay chú ngồi được ở đây một phần cũng là do chú đã từng thi tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng và được giải Á quân. Và chương trình đó là toàn là những ca khúc về bolero và dân ca không. Chú là rất thích cái giọng hát của hai con. Chú nghĩ là chú sẽ đủ khả năng để làm hết tất cả những gì mà phô giọng hát của hai con ra nhiều hơn nữa. Đó cũng chính là lý do em gạt cần. Yep. Em có một cái linh cảm. Hòa cũng đang chọn một thí sinh có thể hát được những dòng nhạc của mang âm hưởng dân ca. Thực sự cái độ mượt mà nó vẫn chưa hoàn hảo, nhưng mà cảm nhận được bên trong đó có cái gì đó, nó uẩn khúc ở trong đó đó. Em quay qua em hỏi Hòa, em có thắc mắc là lý do tại sao mà hai bé lại chọn cái điều mộc mạc, mặc một bộ đồ rất mộc mạc, thậm chí là không make up, không có cái gì gọi là sự lộng lẫy của một người trình diễn. Và anh tin chắc là phía sau đó có một câu chuyện gì đó. Và em hỏi mấy Hòa rằng là có thể cho bé một cơ hội, nếu như có một cái điều gì đó nó không hay đối với hai bé thì mình sẽ cố gắng tạo cơ hội cho hai bé, để hai bé có nhiều cái khả năng để mình khai thác được nhiều hơn, để cho hai bé thỏa sức được nhiều hơn. Một tràng vỗ tay cho Huỳnh Lập được không ạ? Và chính cái sân khấu này cũng sẽ là một cái cơ hội rất là lớn dành cho tất cả các bạn nhỏ có đam mê âm nhạc. Có thể chia sẻ với các cô chú ở đây về hoàn cảnh của mình. Lúc con 10 tuổi thì con học từ năm lớp 2, nhưng mà con bây giờ là con lớp 6, nhưng mà con không có còn đi học nữa. Con không có như người khác, nên ba mẹ con bỏ nhau và con không còn điều kiện. Mẹ con dẫn con vô đây. Mẹ con dẫn con vô đây để đi bán, đi hát, bán kẹo kéo. Nên là con vừa bán kẹo kéo, vừa tiếm chương trình thi. Con cũng không có điều kiện để đi học. Em và anh Lập lần đầu tiên được ngồi cạnh nhau trong một chương trình. Không hiểu vì sao thì hai anh em có những cái linh cảm rất là giống nhau. Khi mà nhìn hai con, thật sự em không còn là cảm nhận về âm nhạc, hay là không nghe là bài này con hát có hay hay không, hay là phô hay là tranh gì cả. Em chỉ cảm nhận một điều là một bé đang không còn được đi học, không còn được gặp các bạn bè ở trong trường nữa, muốn thể hiện khả năng của mình, và chắc chắn là con còn muốn tỏa sáng để có thể giúp đỡ mẹ con, đúng không? Thật sự trong cái cuộc sống này có quá là nhiều những cái hoàn cảnh khó khăn. Nếu mà con có về đội của em sẽ hỗ trợ hết mình để con có thể đi học lại. Khi mà con đã có mặt ở đây rồi, và cái điều mà chú thấy tuyệt vời nhất á là bạn Thảo ở bên này cảm thấy gia đình của bạn Hương quá vất vả, cho nên là đã giúp đỡ Hương cũng rất là nhiều. Và ngày hôm nay con có một người bạn song ca với con rồi. Con hãy tự tin lên nhé. Em nghe hai giọng của hai con á, thì con hát á, nó rõ ràng và nó tự tin hơn bạn rất nhiều. Và cô cảm nhận được trong giọng hát đó, nó có khả năng. Nói về bolero thì em không phải là sở trường, nhưng em cũng được tham gia và trải nghiệm về bolero rồi. Và nếu con thích bolero, em có thể giúp đỡ con. Em không hát được bolero, em sẽ nhờ các cô chú anh chị ca sĩ bolero mà em quen. Em mong muốn được chia sẻ hoàn cảnh của con và chia sẻ cái giọng hát và cái khả năng của em với con, nhờ cái giọng hát của mình để phát triển được cái cuộc đời của mình.
Nhờ cảm ơn Hoa. Dạ. Một tràng hối tay cho đội đỏ. Chú tin một điều là sắp tới đây con sẽ bớt đi những cái giọt nước mắt này và thay vào đó những nụ cười thật là tươi nhé. Sau khi nghe chia sẻ của con thì cô lại càng tôn trọng quyết định của con hơn. Các đội ở đây ai cũng sẽ mang đến cho con cái điều tốt nhất. Và bây giờ nếu con có chọn ai thì các đội còn lại chắc chắn cũng sẽ ủng hộ con. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đưa ra quyết định của các con nha. Xin mời tụi con. Dạ, tụi con quyết định sẽ chọn đội của... Chú Đình Lập. Và cô Hòa Minzy. Chúc mừng tụi con. Mời tụi con về với đội màu đỏ. Cố lên hai đứa nha. Cố lên. À, cảm ơn anh chị. Đã có rất là nhiều những nụ cười được chia sẻ, đã có rất là nhiều những giọt nước mắt phải rơi khi mà hoàn cảnh chúng ta không cho phép mình thực hiện được cái ước mơ của mình ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà Minzy hy vọng rằng là tất cả các bạn nhỏ của chúng ta đến với chương trình này sẽ là những chiến binh với sự hỗ trợ của các huấn luyện viên. Và bây giờ hãy cùng nhau đến với phần dự thi của thí sinh tiếp theo. Đời vô danh đã sống vẫn thờ ơ, nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm, đã sống không thật gần ai và cách xa mọi người. Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ, vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa, vô sống đời tha phương. Một gót bước mà thấy trong lòng như luôn luôn lẻ loi. Đừng sống sống như hòn đá, sống như hòn đá, sống không một tình yêu, sống chỉ biết thân mình, tâm hồn luôn luôn băng giá. Đừng hóa thân thành đá. Luôn luôn băng giá, đừng hóa thân thành đá. Đá. Vì tâm hồn ta giá bờ. Hoa tay cho Đăng Lê
và Bảo Trâm. Nào, hai tụi con giới thiệu tí xíu về bản thân nào. Con tên là Vũ Ngọc Bảo Trâm, năm nay con 11 tuổi và con đến từ Hải Phòng ạ. Con rất đam mê hát và con muốn tham gia chương trình này để thử sức mình ạ. Còn con tên là Nguyễn Ngọc Đan Lê ạ, năm nay con 11 tuổi, con đến từ Hà Nội ạ. Con có khả năng là hát, đàn và nhảy ạ. Trời ơi, chất quá con ơi, nhìn con cực chất luôn á. Rất là lạnh lùng vậy đó. Con hay lắm luôn á. Con biết nhảy hả? Dạ vâng. Sao nãy cái phần biểu diễn của con hai đứa không có nhảy gì hết trơn á. Run hả? Không sao, không sao, về chú sẽ dạy con nhảy. Yên tâm. Con cảm ơn. Hai đội này đã gặt cần để có thể chọn tụi con rồi. Bây giờ phải lắng nghe ý kiến của bốn vị huấn luyện viên phía dưới. Cất giọng hát lên là cả cô chú lần đều phải nhìn nhau là hay được đó nha, được đó. Thì khi mà bấm cần xong rồi tụi con xuất hiện, nói thật là cô chú hơi thất vọng một xíu, bởi vì là cái nhạc này nó quá hay, nó quá sôi động. Tụi con phải kết nối được tất cả mọi người lại với nhau, nhưng hồi nãy tụi con chỉ là tập trung vào đồng đội của mình thôi. Nhưng những cái điều đó cô chú có thể dạy tụi con được. Tụi con là bị như thế này, tập sao diễn vậy, nên khi mà ra ngoài này cô chú có cổ vũ cỡ nào con cũng vẫn bước qua bước lại. Nhưng tụi con biết không, sân khấu là sự ngẫu hứng, là sự thích ứng. Cô Khải Như và chú Thanh Duy có thể dạy tụi con được cách thích ứng từng cái nhỏ để có thể mang mình tới tiết mục tuyệt vời. Nó màu vàng thì sao ạ? Khi mà hai cái màn này chưa đưa ra thì chú tưởng là con trai hát. Đúng, vì giọng rất là dày, quá mạnh và quá dày. Cái bức màn mà vừa ra đó chú hết hồn. Ủa sao mà con gái mà giọng khỏe dữ vậy trời? Tụi con hát rất là tốt, rất là hay, nhưng có một số điểm tụi con bị khuyết, nghĩa là khi những cái nốt thấp tụi con hát không nghe được. Đó là về phần thanh nhạc. Và còn phần diễn xuất là có cô là... Ngoài những cái vũ đạo con ơi, ca hát ngoài vũ đạo thì mình còn phải có điểm xuyến thêm diễn xuất. Cô để ý có những cái đóng băng á, những cái câu, cái lời đóng băng thì những lúc đó hai con phải đóng băng luôn. Đóng băng là sao? Đóng băng. Nhạc cứ trôi mà tới phần tụi con hát tụi con vẫn không hát cho cô. Trời, cái đó là cái sự gây chú ý khán giả. Trời, sự tạo bất ngờ. Đó là về phần diễn xuất và vũ đạo. Chị ơi, nói thế em sợ không được chọn mắt nói kiểu thật hát. Sự luôn à, mình phải nói kiểu để được chọn á hả? Đúng rồi. Ôi tại sao em quán đứng anh vậy? Không, do là chị Nhi chưa được bẻ tay một bạn nào đấy cho nên. Ôi, là bạn ơi, không có chưa sung cưng lên. Nãy giờ cô nói gì con quên đi. Con chỉ nhớ chú Trung thôi. Cô chỉ có thể góp ý và làm cho những cái gì mà hai con tốt nhất. Nếu như mà nói về phần những cái bài không phải là sở trường của hai con á, nhưng mà cô cũng sẽ có cách những cái sở trường của hai con nó sẽ trở thành cái sở trường của con. Là gì vậy? Nói gì vậy chị? Cô xin lỗi. Chị đi khám cái não điện đồ của mình đi. Chung uống thuốc. Bây giờ vậy nè, anh phải thuyết phục thêm một lần nữa. Bây giờ hát mình nói được rồi đúng không? Bây giờ anh nhảy được không? Ban nhạc đánh một đoạn cha 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 cái nhảy liền cho em coi, thuyết phục. Lên nhảy lên chú. Wow. Chú sẽ dạy con nhảy. Cô Diệu Nhi lên nhảy luôn nha. Đừng cô Diệu Nhi đã tham gia một chân. Đó đúng rồi. Hey. Wow. Come on Nhi ơi, đúng rồi Nhi ơi. Đúng rồi, sao rồi? Đúng rồi. Tay lên, tay lên. Đúng rồi. Hay quá Nhi ơi. Hey, đó là chú ơi, mất mặt quá. Trời ơi, vô nè, té nè. Đó. Cảm ơn ban nhạc. Cảm ơn ban nhạc rất nhiều. Cảm ơn ban nhạc rất là nhiều. Rồi. Mệt quá rồi, cắt nhạc ơi, trời mệt quá. Hay quá. Hai con ơi, hai con có biết cô không? Sau khi xem cái phần trình diễn này xong, chú tin chắc rằng cái phần trăm con nghiêng về phía này càng ngày càng giảm dần. Chính xác là như vậy luôn. Không, chú nói câu cuối cùng nè. Khi mà tụi con ra hát, nhạc rock là phải sung rồi. Khi mà tụi con có thiếu một cái lửa trong đó, khi mà hát nhạc rock á thì phải sôi động, phải khùng lên. Mà cái đó đó, cô Diệu Nhi có nhiều lắm. Đúng. Hồi nãy cái bài nhảy vừa rồi, cô và chú Trung chứng minh cho hai tụi con thấy, nhảy không phải là sở trường của cô và chú Trung, nhưng mình phải làm sao để cho khán giả hút vào cái phần trình diễn của mình. Ủa, lúc và nào quên anh... đi những cái sở trường và những cái khuyết điểm của mình. Sở trường mà quên đi khuyết điểm của mình là sao? Hồi nãy giờ mới anh hiểu trách liền luôn á. Một cái gì luôn hả chị? Nhi. Bây giờ cho chú nói, quyết định là ở tụi con thôi. Tụi con thấy giữa đội cô chú nè, đội nào làm cho tụi con biểu diễn tốt hơn? Con muốn vậy nhất không? Về gặp đội chú. Trên trời có chịu vì sao nữa, ngồi đi ăn xếp thành dài lắm. Bốn chữ trời ơi ngậm ngùi. Vâng, đó chính là cái trạng thái của đội của tụi em bây giờ. Không, bởi vì khi biết hai bé còn rất là nhiều cái kỹ năng khác nhau. Con vẫn chọn được mà. Con có biết cô không? Có. Con có thích cô không? Có. Nếu cô chọn con có về đội cô không? Nãy giờ cô nhảy rất mệt. Không bao giờ ạ. Gài hả? Tính gài. Nè, sao nãy giờ phải. Hai bên mình làm quá trời. Vì cô quá sợ con ạ. Đội chú Thanh Duy thật sự cô không muốn nói đâu. Nhưng mà đã có hai người giống y hệt bọn con rồi. Sẽ bị cạnh tranh nhiều lắm. Cô chỉ muốn nói thế thôi. Nói về cái vấn đề đội. Anh
chung, đời đồng đội. À, tôi xác định là đội của Hoàng Minh Di và Huỳnh Lập đã lựa chọn cặp đôi này luôn nha. Ủa? Con gấu cho hai con nè. Pikachu á. Mình phải hỏi về cảm xúc của hai bé. Mà cô chỉ nói nhẹ với con là hai bên đội này là có thành viên nhiều lắm rồi. Bên cô chưa có ai hết. Thật sự bên cô chưa có ai hết. Không rồi, bỏ đi. Cái gì vậy? Tôi đâu có nói cái gì đâu. Tôi làm mà. Anh làm cái gì vậy anh Trung? Rồi, bây giờ trong thời gian anh Trung bơm bấm bóng, tụi con có thể chia sẻ cảm nhận của tụi con xíu đi. Tại vì nhưng bây giờ dính với nhau rồi. Bé rất vui và hạnh phúc. Vui và hạnh phúc. Đang lên, đang lên. Ơi, thiệt tình luôn á, đem phụ cho. Đang lên, còn con phụ sao? Cho, trời phụ cho. Cô trời rất ơi. Thích lòng của con, rất thích lòng của con, trời ơi. Con thấy ác chưa? Ôi xử với tôi như vậy. Thôi bỏ con đi, không có chơi gì bong rồi. Bóng rất nguy hiểm. Trong khi ôm trời, bóng mềm mại như vậy mà không ôm. Cảm xúc của con sao nè? Lúc cô nhảy con có thấy xúc động không? Thôi được rồi. Con cứ trả lời thật lòng đi, cô không buồn đâu. Ok, thôi bây giờ hai đứa hãy suy nghĩ thật kỹ, bàn bạc với nhau và lựa chọn ra sẽ về đội nào. Còn những cái người mà đang bấu víu vào hai con, nhắm mắt lại coi như những người đó không có tồn tại. Rồi, về, xin mời đội màu đỏ chúng ta về chỗ luôn. Để hai bé tiến đến đội nào thì đội đó là đội được lựa chọn. Dạ. Cô đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc sống cùng các em nhỏ. Mặc dù các em nào cũng cao hơn cô, nhưng cô vẫn có thể dạy các con có thể hát được những nốt cao rất là cao. Hát một nốt cao, một nốt thôi. Hai, ba. Một nốt thôi. Là yêu nhau. Đây thử coi. Trầm nè. Là mây núi. Em cũng chèo. Về luôn, về luôn, về luôn, về luôn, về luôn, về luôn. Trầm mà nằm sẽ like luôn mà vẫn trầm được. Đúng, đúng, đúng. Về luôn, về luôn. Giơ tay cho Hoàng Mỹ Thi, giơ tay cho Huỳnh Lập, về luôn. Về luôn, mất gấu. Mất gấu rồi. Chú xin lại hai con gấu. Chừng nào về đội rồi tính nha con nha. Nhà cô nhiều gấu lắm. Bởi mới nói rồi, bất chấp rồi, tụi con thân mến, tụi con chỉ có một sự lựa chọn thôi. Tụi con sẽ lựa chọn về đội của ơi, cặp huấn luyện viên nào. Xin mời. Dạ, cho chúng con một chút thời gian để hội ý ạ. Con về đội nào thì cô cũng mạnh hạnh phúc thôi, nhưng mà con ơi. Thấy tụi nhỏ hơi hoang mang á. Không dám nói một tiếng nào luôn, nhưng mà về đội cô chú thì ngon hơn con ơi. Công đức vô lượng con ơi. Đập nó khóc rồi. Và bây giờ xin mời hai bạn nhỏ hãy nắm tay nhau và thông báo tụi con sẽ về đội của ai. Bọn con sẽ về đội của cô chú. Cô chú nào? Cô chú nào? Trời ơi. Chịu gì quanh quá. Bởi vậy ta nói thấy chưa, có hai con gấu bông hà mà cũng giành lại nữa. Hỏi sao mà hai đứa nhỏ nó chọn. Xỉu luôn rồi. Mình thấy dòng nhạc nào mình anh phải ơi, diễn ra dòng nhạc đi. Đó. Anh ơi, nha. Quên nó đi. Không có quên ra đi. Con vậy vậy con được. Qua đỡ rồi chú dậy giờ đi. Quên đi tụi con. Thôi thôi khỏi luôn đi con vậy. Cái mấy cái người bên đó mà hả không chọn họ. Hai tụi con đem không. Gấu bông về là cái người không có tình cảm. Bây giờ không. Con hiểu không? Mình là những người lớn trưởng thành. Mình qua mình dịnh dịnh nhẹ, mình an ủi nhẹ câu. Trời ơi, con không không sao đâu. Cô nghĩ gì nè, không cần quan tâm đâu, đi về đi con. Đi về. Hai con ơi, lý do gì hai con lại quyết định chọn đội của cô và chú Trung vậy? Anh ơi, nằm đến bao giờ? Anh ơi, nằm đến bao giờ? Đúng rồi, cho. Anh cũng thắc mắc. Ờ, tại sao vậy con? Anh ơi, em mỏi. Trung ơi, anh Trung ơi, không đỡ Hòa là coi như là Hòa cứ lấy cái chân khều khều lặp mãi luôn. Anh ơi, chương trình mình tiếp tục, anh chương trình mình tiếp tục. Kệ, coi như không có. Hồi nữa thí sinh ra, thí sinh tưởng là xỉu rồi. Em muốn bảo vệ cho cái cặp này, sao ta thương quá thôi, để Minh Xù đỡ vậy. Anh chuẩn bị chưa? Anh hô hấp nhân tạo nha. Trời ơi, vì có hai thí sinh mà dậy đi. Bình tĩnh đi. Nói nghe trời ơi, bình tĩnh đi. Biết sao mà thí sinh nó không chọn mình không? Tại nó thấy bất an về thần kinh đó.
Đi lên Lập ơi, đâu rồi Lập? Đi đâu? Lập ơi. Ờ, giỡn giỡn vui. Ủa, chồng mấy người em mới tới. Ủa, mình đang quay chương trình gì mà sớm quá vậy? Uống hòa Minh Di, em sao vậy em? Anh... Yeah. Em anh... sao vậy? Em không có sao anh. Trời ơi. Ôi, con gấu quà dễ thương mẹ ta. Gấu gà dễ thương quá vậy. Cất đi cưng ơi. Từ bây giờ hãy gọi họ là tim, đây có mà. Tim mất trí. Dạ, một đảo tay cho tim mất trí. Còn bây giờ tất cả chúng ta sẽ cùng nhau chờ để xem tiết mục tiếp theo đằng sau búp đèn này như thế nào. Xin mời. Ruộng đồng bát ngát, nắng lấp loáng chiều vàng, mênh mông chân trời, ta lưng trâu về nghe xa lời mẹ gọi. Đơn sơ mái tranh nghèo, có thương con dài, lặn lội phương xa. Cô gái nhỏ của em Hồ Thảo Nguyên. Con quê ở đâu? Giới thiệu một tí đi. Dạ, con tên là Hồ Thảo Nguyên. Năm nay con mới sinh nhật được 12 tuổi và con quê ở Đắk Nông. Con thích dòng nhạc này hay sao? Dòng nhạc này thì con cũng rất là thích, nhưng mà con vẫn có thể hát được nhiều dòng nhạc khác hơn. Cái này là cái cô Hà chờ đợi nhất. Cô Hà biết hát thể loại dân gian nha. Nhưng cô Hà sợ cái khả năng của mình chưa đủ để có thể dạy cho con hát hay hơn về dòng nhạc này. Nên ngay bây giờ cô Hòa rất muốn con có thể hát một câu nho nhỏ ở một thể loại khác. Con hát rock ạ. Rock được nha. Vỗ tay cho bé Thị một đoạn ngắn thôi. Bão lũ thét gào, nắng cháy khô cằn, thiên tai buồn mùa vì ai? Bão lũ thét gào, nắng cháy khô cằn, thiên tai buồn mùa vì đâu? Vì ai? Vì ai? Vì ai? Ôi, nổi hết nổi rồi. Trời ơi, cú đoán không sai. Con biết làm sao trời không? Trời ơi là trời. Thật ra, không phải khóc, con ơi mạnh mẽ lên. Có thể rằng là ngày hôm nay cái bài nhạc này có một phần nào đó chưa phù hợp. Chưa phù hợp với chất giọng của con. Và chú đinh ninh ở trong lòng là chắc là sẽ có một dòng nhạc nào khác bé có thể tỏa sáng hơn. Hồi nãy là cô Hoàng Minh Di muốn gặt cái cần đó liền, nhưng mà chú nói thôi để xong hết đi, để xem bé còn những khả năng nào nữa. Đó là sự lựa chọn đúng đắn của cô và chú. Cả ngày hôm nay thì cô Hòa cũng muốn là ngoài để cho quý vị khán giả biết được con có thể hát thể loại dân ca, thì khán giả sẽ chờ đợi vào vòng tiếp theo để con có thể thể hiện được những cái gì. Hát một ít thế thôi, và cô sẽ dạy cho con hát cái thể loại dân ca nó ngọt ngào hơn với cái khả năng mà cô có. Chúc mừng con đã có cô rất nơi để mình con tỏa sáng nữa trong tương lai, đúng không ạ? Một tràng hô tay chúc mừng cho đôi màu đỏ. Cố lên nha. Cảm ơn các chú bác nhạc. Ngoan dễ sợ.
Rồi, chúc mừng con. Trời ơi. Đấy hả, con hát mà thiệt đó, chú nổi da gà mà chú nổi 2-3 lần. Nổi vào chú chùi lại rồi, mình đánh nổi nữa. Đúng rồi đó. 2-3 lần. Dạ, con cháu và con cháu em thôi ạ. Chưa nói chuyện xong bé này. Bảo vệ thành công rồi anh ơi. Các bạn nhỏ của chúng ta khi đến với chương trình còn có nhiều sở trường khác nữa. Tất cả mọi thứ đều là ẩn số. Và ngay bây giờ, thí sinh tiếp theo sẽ bắt đầu trình diễn. Xin mời. Nhẹ nhàng tia nắng mai xóa tan sương mờ, nhẹ nhàng cơn gió đưa cuốn đi lá dầu, đọng lại đây chút buồn hạt sương trắng sâu màn đêm, đọng lại đây chiếc lá vương trên thân gầy. Dòng thời gian quá nhanh khiến cho sương buồn, mà đời còn như mãi đây, nắng mai sẽ về, rồi màn đêm cũng nhường ngàn tia nắng tan vào nhau. Đêm mang đi chút yêu cho chiếc lá kia cô, sương tan đi vội vã. Lá buồn khi nắng đến ta mau rồi sương đi mau. Trong màn đêm hương ngó nhớ, rồi nắng kia sẽ lên dần lá buồn rồi sẽ ấm khi sương lại vây quanh đây, sẽ sóc trong đêm vô tình với em bắt đầu vui như giờ xưa. Chiếc lá hết cô chú phải lên với con thôi. Trời ơi, màu vàng luôn kìa. Quá trời kìa. Con ơi, con tên gì vậy? Con tên là Nguyễn Ngọc Bảo Hân, năm nay con 12 tuổi, con đến từ thành phố Đà Lạt. À, con hát cái giọng con quá khỏe, khi con bước ra cái lửa của con ra rất là sôi động. Không biết là mấy anh chị dưới có giành giật kỹ với em không dạ? Thật là may mắn khi mà chú Trung đã chọn con. Cái lợi thế của con là giọng khỏe, nhưng mà đó cũng là cái nhược điểm của con, khi mà con hát nó sẽ bị cứng, nhưng mà chú sẽ có cách và cô Nhi nữa sẽ có cách để mà làm cho con mềm mại hơn. Con có một cái sự dạng dĩ. Nhi ơi, cái đó bạn không cần ở em luôn. Tại vì bạn bước ra bằng dạng dĩ rồi. Đúng rồi đó, rất là tự tin luôn. Đúng rồi, chúc mừng con. Dạ, cảm ơn cô chú. Có một cái này có rất là nhiều, kể cả là các anh chị ca sĩ và kể cả đôi khi cả là cô nữa cũng mắc phải, đó chính là mình dùng một đoạn phiêu nhạc quá nhiều lần trong một bài hát. Con hát rất là nhiều lần, nên là cô mong con sẽ dành một đoạn hay nhất trong bài để con feel thôi. Như thế thì chắc chắn phần trình diễn của con sẽ rất là hay. Đồng ý. Chúc mừng con nha. Cảm ơn cô. Màu vàng luôn. Chúc mừng dạ, team màu vàng gia đình. Khi xưa ba bé ăn đàn, nghe guitar rung lên không bao giờ sao lắng. Dây buồn dây bấm ngân vang, âm thanh đi khắp không gian. Piano lại khó hơn nhiều, thêm đôi tay nhỏ bé hơn biết bao nhiêu.
khi ba lên tám lên mười, trẻ khi ta không hay nên ba tập chơi trống, đôi chân lo lắng run run, đôi tay ba đánh lung tung. Bao nhiêu năm ròng rã qua rồi, bao nhiêu năm lặng lẽ ba vẫn hay cười, ba ước mơ thật nhiều, ba khát khao thật nhiều, ba yêu con biết bao nhiêu. Khi nghe nhà con nhẹ nhàng hơn, khi nghe nhà con là dòng sông, con là cánh đồng nằm giữa khoảng trời mênh mông. Như bà dù lúc xưa bà còn hơ bé, đôi khi là chưa hề đầy gió, đôi khi là vui đùa đầu ngõ, bà là nỗi buồn, là nỗi buồn. Vì bà cảm lạnh người xưa, ông giày bà lớn lên sức mạnh phi. Nói cho các cô chú chứ biết tụi con là ai được không, chứ sao mà dễ thương quá vậy? Dạ, con tên là Võ Nguyễn Vi, con 11 tuổi, con đến từ thành phố Cần Thơ. Trời ơi, bạn gái. Con xin tự giới thiệu, con tên Nguyễn Hạnh Giang Nghi, năm nay con 10 tuổi, con cũng đến từ Cần Thơ. Trời ơi. Hai tụi con có mối quan hệ gì không? Dạ, mới quen. Mới quen nhau trong chương trình này hay là sao? Dạ, mấy tụi con đi thi á,
đi chương trình này nè. Biết rồi sao nữa? Hai đứa con gặp nhau. Ừ vậy thôi chứ đúng không? Thì gặp nhau là quen nhau từ đó rồi chú ơi. Bây giờ nè, tụi con lắng nghe cảm xúc của các cô chú phía dưới nha. Dẹp cái đồ bà đổ bên. Ồ không hề, vẫn còn tồn tại và vẫn có thể nói chuyện được. Bọn em có trí nhớ rồi. Rồi xin mời đội của anh Thanh Duy và chị Cả Như. Bởi vì Minh Xu thấy là từng cung bậc cảm xúc khác nhau và nó dồn 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 đến cuối chương trình luôn với cái tiết mục này. Cô bị phấn khích với hai đứa con bởi vì cái giọng quá tình cảm. Chơi đàn như vậy nó lại dễ thương vô cùng. Và cô lại thấy cái bạn kế bên đứng, à không biết bạn ấy có tài năng như thế nào. Thì ra là giọng cũng rất là tình cảm và rất là cao. Con ơi Cái gì? Con sợ quá hả con? Thật sự là bây giờ không biết phải nói sao. Nhưng mà cô chân thành, cô rất là biết ơn nếu như mà con về đội của cô chú. Bởi vì sao? Nào con của ta, dù có bão tố phong ba, giữa muôn trùng khơi xa, hãy như những đóa hoa, mặc sức mà vươn xa. La 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 la. Chú nói một điều là những ai mà học đàn từ nhỏ sẽ có một cái cách xử lý bài hát rất là tình cảm. Yến Vi đúng không con? Khi mà con hát những câu đầu tiên, chú phải xoay qua cô Khải Như, chú nói là trời sao con bé nó hát tình cảm dữ vậy. Dù con chỉ mới có 11 tuổi, rất là đáng yêu. Giang Hy cũng vậy. Khi mà hai tụi con cất giọng bè lại với nhau là chú rất là thích. Và chú cũng không biết là về đội của chú với cô Khải Như á, chú có dạy tụi con gì thêm hay không? Tại vì đây là một cái phần rất là hay rồi. Nhưng con ơi, nếu mà quê Cần Thơ thì phải về với đội cô chú thôi. Tại vì cái máu miền Tây ở trong lòng của chúng ta là có. Thứ hai nữa, tụi con mặc bộ đồ cũng hợp với cô chú. Trời ơi, sinh ra để dành cho nhau hay sao? Sinh ra dành cho nhau. Và chú cũng tin là với tài năng của tụi con về đội của chú sẽ làm cho hai tụi con hát hay hơn nữa. Cảm ơn đội màu hồng. Con, ai có nói gì kệ nghe con. Thương lắm, rất là dễ thương. Rất là dễ thương. Đội màu vàng. Kìa, hai thiên thần của mẹ. Ba nói gì với hai con đi ba. Ba thương hai con nhiều lắm. Mẹ cũng vậy. Tôi xin được cảm ơn Thượng Đế đã ban hai con đến cho ba mẹ. Ai ơi, ai đẻ ra thẳng cho làm ba mẹ vậy? Con của tụi em đó. Hai con quá dễ thương đi. Rất là nhẹ nhàng, rất là dịu dàng. Mà cũng rất là tự tin, giọng hai con rất là cao. Con 11 tuổi mà con đệm đàn để con hát. Và là nữ nữa. Thường thì những người mà chơi được nhạc cụ từ nhỏ đó, cái cảm âm của họ rất là chắc. Và khi mà hai con hát xen kẽ với nhau từng câu á, chú rất là thích. Cái tài năng của con thì ở đây ai cũng thấy hết trơn rồi. Cô chú chỉ mong là tụi con sẽ về với đội của cô chú. Wow. Về chuyên môn thì chú Trung cũng đã nói rồi. Thì cô Diệu Nhi chỉ bổ sung thêm về vấn đề địa lý thôi. Hai con ở miền Tây, còn cô Diệu Nhi ở miền Trung. Hai tụi con đã quen với những cái bài hát ở miền Tây rồi. Hãy đến với cô sẽ chỉ cho hai con hát những cái bài hát ở miền Trung. Ủa cô vừa cô nói hát câu cuối nó bị xét nhẹ luôn á cô. Thôi cô hát một bài miền Trung để chỉ mọi người. Nào bây giờ thử nè cô nè. Hát đi. Cô chỉ hát để cho mọi người vui thôi. Chứ okay. Hai tụi con đừng có nhớ cái gì về cô hết nha. Là sự diễn xuất thôi con. Nói về miền Trung thì có một bài hát như thế này. Nghe nói miền Trung xa lắm. Em ơi vậy Cà Mau bé. Em biết, chính vì vậy cho nên cô làm cho con vui thôi mà. Có gì đâu quan trọng con ơi. Vui rồi. Vui thôi mà. Thấy chưa, vui thôi tụi con. Đó, có thể lựa chọn đồ màu vàng nếu như tụi con quên nhẹ cái lời của đồng hồng. Giờ còn đồ màu đỏ nè. Nhưng chú phải khẳng định lại một điều. Hai tụi con rất là hợp với đội của chú Thanh Duy và cô Khải Như. Chính xác. Rất là hợp. Nhìn lên sân khấu là thấy là đây là phải là cặp đôi của cô chú. Ê, sao vì lại hợp từ cái cách hát, cách chọn bài hát và cách mà tụi con biết không, con biểu hát, diễn mà cô chú hát theo hợp. Á giống như là tụi mình là một nhóm nhạc 4 người vậy đó. Và khi mà nhìn hai tụi con, chú ngay lập tức có những cái bài hát tiếp theo, những cái sự dàn dựng tiếp theo cho tụi con rồi. Chạy ra hết những cái chạy chữ đó rồi. Chạy quá chứ chạy luôn con, chạy xa lắm con. Đây là... Hai con ơi, bên đó chỉ chạy trong đầu thôi, còn cô đã bút sẵn ekip cho hai đứa con rồi. Trời ơi. Hợp lý rồi. Có thể tôn trọng cái đội không gạt Cần không? À, có chứ thôi. Trên trời nữa nó làm thơ hoài vậy. Vì sao? Xếp thành 4 chữ dễ thương muốn xìu. Muốn xìu là muốn gì? Có nghĩa là tụi con làm cho các cô chú phải tan chảy muốn xìu luôn á. Cô chú không gạt chọn tụi con không phải là tại vì cô chú không muốn chọn tụi con, mà là cô chú cũng rất muốn chọn tụi con, nhưng mà tại vì hai cái đội kia nó mạnh quá, cô chú không có đủ thời gian để mà gạt chọn tụi con. Không phải là không gạt chọn tụi con là em ơi cuối cùng là em không có chọn. Thôi im đi. Em nhức đầu bây giờ. Ok, hai thiên thần của mẹ. Ngay bây giờ hai con có chọn đội mẹ hay đội của hai bác bên kia? Thì mẹ vẫn tặng cho hai con một món quà. Bởi vì hai con rất dễ thương. Đó chính là quà đâu, quà đâu. Ý mà cho mẹ. Ủa? Ý mà cho mẹ.
tặng cho con. Của mẹ mà. Cái nào mà của mẹ? Mẹ đã mua cho hai con mà. Dạ thưa mẹ, cái này của con nha mẹ. Nhi ơi, đi thi á, nói chung cũng phải đầu tư. Chứ để nhà bên kia có cái khoét, cái vách, em cứ thò tay vô em lấy quá trời vậy Nhi. Mẹ xin lỗi hai con. Mày có cái gì tặng tao một nụ hôn nằm trái đi chứ mà bây giờ nào hít cái nè, hít nhạc á. Chưa mà, chưa mà, hai cái chưa chinh thần của mẹ, mẹ chưa làm á. Mẹ chưa làm á. Mẹ đi về mẹ. Chồng mẹ nha, đi nha, chồng mẹ nha. Chết rồi, cái này mẹ ghẻ rồi. Trời như phù thủy vậy đó. Sợ quá. Thiệt luôn á. Con nhiều ơi. Khi anh Trung nên chứng chỉnh là Diệu Nhi chứ không phải là mất thành viên như chơi. Anh nào thuyết phục được gần được rồi, tự nhiên cái bà Nhi bây giờ bà dập cái rồi mất luôn. Ồ vậy là bé sợ lắm á. Bé sợ lắm. Quên mẹ đi con. Quên mẹ đi con. Ừ. Rồi, hồi nãy giờ tụi con cảm nhận như thế nào về sự thuyết phục của bốn huấn luyện viên phía dưới? Cần thảo luận không? Cần cho con rồi, thảo luận chút. Mẹ nè. Em đừng rối loạn đội hình. Mẹ nè, con có muốn cô hát một bài tặng con không? Chọn mẹ đi. Tụi con rất thích hai đội huấn luyện viên, nhưng tụi con chỉ chọn được một đội thôi, nên tụi con sẽ xin chọn đội của chú. Anh Duy và cô Khả Như. Thôi bé ơi, ba má ta đứng dưới kìa. Tôi nói với mình rồi, mình đừng làm như vậy, tụi nhỏ nó sợ, hiểu không? Tại sao không chọn mẹ? Mẹ làm quá là bé nó không còn thấy là mẹ hiền nữa mà như gì? Mẹ miền luôn. Hồi nãy nó thảo luận là tại vì lúc đầu nó chọn em, các em làm nó sợ quá. Không gì nè, thật ra là hai bé chọn. Thảo luận gì nè. Ê, cái đội của cô Diệu Nhi á dễ thương quá, nhưng mà mình có mẹ rồi thôi, không cần phải chọn mẹ rồi. Nữa. Quá. Đúng rồi. Thôi mày mới không xưng mẹ nữa. Mẹ cái gì mà hết bẻ tay mấy đứa con nít rồi bây giờ tới trợn mắt ra rồi hung nó. Rồi văng mặt vậy sao chọn được? Hình Nhi, khó thân. Mẹ hiền nào? Không phải, mẹ có cảm giác là Nhi đến chương trình á không có định chọn thí sinh. Dạ em nghĩ vậy á. Anh Trung, anh có cảm nhận vậy không ạ? Anh Trung ơi, cảm xúc tí xíu nè. Mọi người đừng có hỏi thẳng anh quá, anh khó nói lắm. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện. Đến đây xin khép lại. Xin chào.